Tiếng âm báo tin nhắn gửi đến điện thoại khiến Lan bừng tỉnh giấc lúc 10 giờ đêm. Lan lờ mờ đoán được tin nhắn là ai gửi, cũng như biết chờ đón mình sẽ là những từ ngữ không hay ho gì. Đây đã là cái xin giác thứ 4 mà cô mua kể từ khi quyết định biến mất trong cuộc sống của bọn họ. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn không buông tha cho cô. Ê, giờ mày đang làm gì hả? Đang ống nghẹo kiếm trai để dụ dỗ đồ vỏ cho mày hay gì? Biết anh cảnh của mày đang làm gì lúc này không? Tao mới than đau lưng có chút xíu, ba má chồng đã hối tao đi nằm nghỉ. Chồng tao mới đấm bóp cả buổi cho tao nè. Cũng phải thôi, trong bụng tao là cháu đích tôn của dòng họ lương. Chứ đâu phải thứ trôi sông lạc trở, con rình con dấu, như thứ chết bám trong bụng của mày ha. Mày khôn hồn thì làm theo lời tao nói đi. Thứ gì mà lì mà chai mặt giữ thần ôn vậy? Làn chết lặng nhìn những dòng tin nhắn lướt qua tay mình. Tao nói cho mày biết, mày có trốn đằng trời cũng không thoát được tao đâu ba má mày em trai mày chắc chưa biết chuyện này đâu ha mày cù cưa cù nhằng cũng không có ích gì cùng lắm tao qua cù lao kiếm ông bà già mày nói chuyện lúc đó có chuyện gì thì đừng trách tao độc ác lan run tay đặt điện thoại xuống gối mỉm cười cay đắng người phụ nữ đó người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta dù đang bầu bì cũng coi như chịu khó chưa một ngày nào sao nhãng việc dùng tin nhắn oanh tạp uy hiếp tinh thần của cô thân là một giáo viên được ăn học và nhận sự giáo dục đàng hoàng hơn rất nhiều người nhưng đến khi cơn ghen điên cuồng trỗi dậy mặc dù bản thân cũng đang mang bầu cô ta lại không tiếc dùng toàn những lời nguyền rủa độc ác dành cho một đứa trẻ khác vẫn còn trong bụng mẹ còn con người dối trá tệ bạc kia cha của hai sinh linh bé bỏng ấy anh ta chưa một lần có hành động ngăn cản vợ anh ta dì bà cô dưới sự im lặng ngầm đồng ý của chồng và anh ta dung túng cho cô ấy làm điều đó mà chẳng mày may tiếc thương cho người còn lại một thời gian trước lan phải không em đi đâu đây ủa anh cảnh lâu quá em mới gặp anh làm việc ở đây hả người thanh niên đội chiếc mũ trắng dùng bàn tay rán sỏi dám nắng kéo cô lên anh đội chiếc mũ bảo hộ màu trắng quai mũ vắt ngang chiếc cằm nhìn sơ qua thì cũng khó nhận ra à công ty anh đang thi công cơ sở hạ tầng ở chỗ này cũng được một tháng rồi em đi đâu vậy em đi theo sếp tổng khảo sát tiến độ xây dựng nhà máy sáng nay sếp em quyết định đi bất ngờ nên em chưa kịp về thay quần áo giải dép bất tiện muốn chết ánh mắt cảnh như lướt qua toàn thân cô gái thanh mảnh trước mặt thân hình song dòng cao trong bộ váy văn phòng màu xanh lục bảo nhìn giỏi giang và chuyên nghiệp đôi chân thon dài trắng muốt mang một đôi giày cao gót cùng màu rất hợp với bộ đồ nhưng lại lạc quẻ với hoàn cảnh lộn xộn xung quanh. Anh kéo cô vào lán tạm, lục trong đống đồ mang theo một đôi dép lê còn mới tinh, cúi xuống đặt sát bên chân cô cười cười. Cho em mượn nè, vũ khí bí mật của anh đó. Ở chỗ nắng gió như này, quần tây dày da giết, anh cũng đâu chịu nổi. Lan ngại ngùng xỏ chân vào, cảm giác thoải mái ập đến lòng bàn chân, cảnh đứng bên cạnh cúi đầu cười cười không nói gì. Một lúc sau, xe của công ty đến trước cổng công trình. Cô đưa cho anh danh thiếp của mình rồi nói nhanh Đây là số điện thoại của em Khi nào anh vào thành phố Thì em mời anh uống nước nha Một chiếc ô tô chậm chậm rẽ vào sát vỉa hè Tiếng còi xe làm lan giật mình Người ngồi trên ghế lái hạ cửa kính xuống Nở nụ cười khoe chiếc núm đồng tiền nho nhỏ Lên xe anh đưa về công ty Anh Huy Mai mốt đừng có hù em như vậy nữa Con ngày tim thòng luôn đó nghe Đứng bên đường bấm điện thoại Thì em không sợ bị giật Lại sợ tiếng còi xe hả Cẩn thận bữa nào chúng nó bế em đi luôn ốm nhom vậy Nhưng chắc cũng được vài ký thịt bán hả Sao anh không đi tiếp khách Với chú Trung luôn đi Em thấy không tiện Nên em tính đi một mình về trước Công việc em đang làm cũng chưa xong nữa Anh cần về công ty lấy chút đồ Rồi trở ra nhà hàng Nên sẵn tiện đưa em về luôn Nhớ trả tiền taxi cho tôi nghe cô hai Ừ, ghi sổ đi nhen Cuối đời em gom lại Trả ông anh một thể nói gì thì nhớ giữ lời em biết trí nhớ của anh rồi đó đừng có hứa cho qua chuyện đó huy là đàn anh học cùng trường với cô ở úc học trên cô hai khóa khi còn ở bên xứ người đã chăm sóc và hướng dẫn cho cô rất nhiều anh không khoe khoang nhưng từ những năm tháng tiếp xúc đó lan cũng lờ mờ nhận ra ra thế của anh không phải là bình thường lan rất quý mến huy cô không có anh trai nên sự chăm sóc của huy khiến cho cô cảm thấy mình trở thành một cô em gái nhỏ có chỗ dựa có đôi khi còn nhõng nhẽo đòi này đòi kia. Nhưng trong mọi thời khắc, cô tỉnh táo luôn nhắc nhở mình giữ mối quan hệ của họ dừng ở vạch kẻ anh em đó. Huy có lẽ nhận ra tâm lý e ngại đó của cô, nên anh hầu như rất ít can thiệp vào đời sống riêng tư của Lan, chỉ xuất hiện khi cô ra tín hiệu cần giúp đỡ. Cảnh và Lan bắt đầu chuỗi ngày trên tình bạn dưới tình yêu cũng không được bao lâu. Dịp 14 tháng 2 năm đó, Cảnh mang một bó hoa hồng thật lớn đứng chờ Lan ở trước cổng công ty. Lan cắn môi suy nghĩ rồi nhận lấy, họ trở thành người yêu chính thức. Lan không chờ được dịp chia sẻ về bước thay đổi lớn này cùng người anh thân thiết là Huy, bởi vì sau 2 ngày nghỉ ở công ty, cô nghe thông báo rằng anh đã được cử sang chi nhánh bên Malaysia để làm việc. Lan chính thức bước vào giai đoạn gần như sống chung với cảnh. Chuyện tình cảm giữa hai người, Lan không muốn giấu giếm gia đình hai bên nhưng cảnh nhiều lần khuyên nhủ cô rằng trước mắt họ chưa nên công khai bởi vì nếu công khai bây giờ thì vợ chồng thầy kính sẽ nôn nóng bắt buộc họ kết hôn mà cảnh thì chưa muốn vậy hôm nay là thứ sáu sau một đêm ngủ trằn trọc không yên lan bần thần ra khỏi nhà tới cổng khu trọ thì gặp chị chủ nhà vừa đi trở về cô nán lại nói chuyện một chút em đi làm sớm vậy lan có bệnh gì không mà mà xanh sao dữ vậy dạ em lan chưa kịp trả lời thì cảm giác được một thứ mùi gì khó chịu bốc ra từ chiếc giỏ đi chợ của chị hà. cô chỉ kịp nghiêng người rồi nôn thốc nôn tháo. buổi sáng vẫn chưa ăn gì, thế nhưng lan cứ gặp người nôn hết cả mặt xanh mặt vàng ra. chị hà định tới giúp cô nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó liền nhanh chóng sách giỏ vào nhà rửa tay thật cẩn thận. sau đó mới ra đỡ lan đứng thẳng dậy. em ói hôm qua tới giờ hà. sao tối không qua kêu cửa nhà chị, lỡ có việc không may thì sao? dạ chị chắc em ăn bậy gì đó nên tiêu hóa không tốt không không sao đâu chị lan thều thảo trả lời chị hà sau khi tống hết các thứ còn lại trong dạ dày ra ngoài bây giờ cô thấy đỡ hơn nhiều rồi nên gượng cười trả lời để lát nữa em ghé nhà thuốc mua vài liều chị nghĩ em đừng nên uống thuốc bậy bạ ghé đó mua vài que thử xem sao nhìn biểu hiện giống như tanh cá này của em coi chừng em có em bé rồi đó Lan sững sờ chết chân khi nghe lời của chị Hà Tối hôm qua trong một thoáng Cô cũng từng nghĩ tới khả năng đó Nhưng vội gạt đi Tới sáng hôm nay cô vẫn còn ôm tâm lý may mắn Không nghĩ tới Một câu khẳng định này của chị Hà Khiến cho cô không còn đường trốn Bạn trai em cuối tuần có về không Kêu cậu đó chờ em đi khám đi Còn bây giờ không được tùy tiện dùng thuốc gì khác Biết chưa Hôm đó khi gặp cảnh Anh cảnh Em Có chuyện này muốn nói với anh Tiếng gọi lý nhí của Lan Đánh thức cảnh khi anh đang còn trong cơn buồn ngủ Anh ngáp dài kéo mền Trùm kín mặt Có chuyện gì mà em kêu anh dậy sớm vậy Chút nữa nói nhé Anh buồn ngủ quá Lát anh còn chạy qua Đồng Nai tới công trình nữa cưng Có chuyện này quan trọng lắm Anh à Hình như Hình như em có bầu rồi Cái mền đang trùm kín mít Bị kéo xuống cái rẹt gương mặt ngái ngủ của cảnh hiện ra thoảng thúc gì em nói em hình như có bầu trễ mấy ngày rồi nay em mới thử que hai vạch rồi giọng cô nhỏ như mũi kêu nhưng lại khiến cảnh dưỡng cả người em em chắc chưa lan đỏ hoe mắt gật đầu cảnh không khống chế được âm lượng gần như gắt lên sao sao em nói mình uống thuốc mỗi ngày mà sao vậy được mái tóc đang bù xù bị cảnh vò rối tung anh không hề che giấu sự mất bình tĩnh của mình tháng này em bị cảm sốt mấy ngày nên không uống sợ thuốc giảm đau không có tác dụng em có nói anh mua bao anh còn nói không sao mà nghe giọng lan hơi nghẹn lại cảnh như nhận ra mình phản ứng quá chớn vì vậy anh ôm lấy lan rỗ dành anh không phải trách em tại vì anh thắc mắc thôi ngoan không khóc nữa Lan không thấy cảnh có phản ứng gì Chờ qua một hồi nữa Rồi mới kéo áo anh hỏi nhỏ Giờ anh tính sao Sự ngột ngạt bao trùm cả hai người Cảnh im lặng một lát Rồi thở dài hỏi lại Em tính sao Nói anh biết đi Em Bà mẹ em khó lắm Chưa cưới mà có chữa là Bà em cạo đầu khô em luôn Ba mẹ anh cũng vậy Nhất là mẹ anh Biết chuyện này thể nào cũng long trời lở đất dĩ nhiên là lan biết nhà thầy kính trọng sĩ diện cỡ nào bởi vì cô từng nghe mẹ của cảnh chỉ chiết sau lưng trang khi cháu gái của chồng ôm cái bụng bầu về nhà chồng tiếng bật cửa của cảnh kéo cô về hiện tại lan nhìn cảnh rít một hơi thuốc dài cô nhận ra tâm trạng anh đang có vẻ rối bời lan kéo áo cảnh nói nhỏ hay là hay là mình giấu trước anh tranh thủ về quê nói với thầy cô trước cho mình cho mình cưới nhanh nhanh chắc sẽ không sao Vừa nói, nước mắt cô lại rơi Tiếng thút thít vang lên Khiến cảnh như bị làm phiền Anh gắt lên Em để yên cho anh tính Nhạc xị lên như vậy không có giải quyết được chuyện gì Còn làm anh dối thêm Dạo này công trình đang xảy ra vấn đề Anh chưa có thời gian về quê Em đợi thêm mấy bữa công việc anh thư thả Anh về dưới đó coi sao Bây giờ đừng nói cho ai biết Cả con Trang cũng không nói em biết chưa Lan nhạy cảm nhận ra thái độ của cảnh Có phần thay đổi nhưng cô cố thuyết phục mình là do gần đây anh gặp nhiều áp lực trong công việc. Một ngày giữa tuần, khi Lan trở lại chỗ ở thì phát hiện ra xe của cảnh đang đỗ ở trước sân. Cô vui mừng mở cửa phòng. Căn phòng chìm trong khói thuốc tù mù. Không rõ cảnh đã ngồi đợi cô bao lâu rồi, nhưng thần sắc chán nản của anh đập vào mắt khiến cho lòng cô cuộn lại lo lắng. Anh về lúc nào, ăn gì chưa? Mấy bữa nay em không khỏe nên em không có đi chợ không cần đâu anh ăn rồi lan cảm thấy lóng ngóng không biết làm gì tiếp theo cảnh cũng im lặng như có điều khó xử hơn hai tuần không gặp thần sắc của anh cũng khá phở phạc có lẽ những ngày qua cảnh cũng chẳng sung sướng gì cuối tuần anh về dưới quê rồi anh tính nói về chuyện của chúng mình có phải có phải đã xảy ra chuyện gì không thầy cô không chấp nhận à đứa nhỏ này không anh chưa kịp nói anh cũng chủ trừ rất lâu mà không dám về nhưng hôm thứ sáu tuần trước mẹ anh gọi điện về gấp công trình đang bận nên anh chưa kịp về ngay hôm đó tối hôm qua thu xếp được về nhà thì mới hay là nà chả mẹ anh đã nhờ người mai mối cho anh ở dưới quê rồi hôm chủ nhật dù anh không có mặt nhưng họ cũng làm xong lễ dạm ngõ bên nhà gái hai chữ dạm ngõ này không khác gì xét đánh ngang tay khiến cho sắc mặt lan trở nên trắng bệnh trong nháy mắt Vậy anh phản ứng thế nào? Anh... Là à, em không phải không biết tính cách gia trưởng của cha anh. Ông ấy đã quyết việc gì thì không thể lay chuyển. Anh... Anh đã cương quyết từ chối, nhưng ông ấy nổi giận rồi đuổi anh đi. Nói là nếu như anh làm cho ông ấy trở thành người thất tín thì sẽ từ anh. Em chắc đã nghe cha nói tới chuyện anh hai anh khi xưa. Phải chảy vi chóc vẩy mới cưới được chị hai. Chỉ vì không chọn người phù hợp với mong muốn của cha mẹ anh từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên anh đối nghịch với cha mình mẹ anh cũng không đứng về phía anh như mọi khi nữa nếu như để họ biết được chuyện anh và em cùng cái thai này còn chưa biết mọi chuyện sẽ tới mức nào vậy mẹ con em phải làm sao anh tính khuyên em từ bỏ con của chúng mình sao cảnh không phải anh không hề có ý đó nhưng anh muốn chuyện này em thư thả cho anh một thời gian anh sẽ từ từ thuyết phục mẹ anh giúp anh chứ hiện giờ cha anh nóng như lò lửa nếu để ông ấy biết chuyện cái thai Chắc chắn sẽ qua nhà em làm ẩm lên Lúc đó chuyện sẽ khó thu xếp Cảnh đỏ hồng đôi mắt Đưa tay siết chặt lấy bàn tay của Lan Nói chân thành Điều anh cần lúc này Là em tin anh và ủng hộ mọi quyết định của anh Chỉ cần cho anh thời gian Anh nhất định giải quyết mọi chuyện cho gọn gàng Cũng cho mẹ con em một kết quả như ý Chỉ cần em tin anh Tin vào tình yêu anh dành cho em mà thôi Được không Lan Trước ánh mắt cầu khẩn xen lẫn lời hứa hẹn chắc nịch ấy, Lan đành phải gật đầu đồng ý. Cảnh đạt được sự chấp nhận của cô thì cũng như chút bỏ gánh nặng trong lòng. Anh vươn tay ôm lấy Lan nỉ non. Trên đường trở về đây, anh đã rất sợ. Anh sợ em không hiểu cho anh. Sẽ nghĩ lầm là anh phụ em vào con. Giờ thì không sao rồi, không sao rồi. Lan vuốt ve mái tóc rối bời của Cảnh, cô ép nước mắt ngược vào tim, Bây giờ cô đã giống như người đang cưỡi trên lưng cọp Ngoại trừ cắn răng đồng ý với lời đề nghị này của cảnh Thì cũng chẳng còn đường lui Phải chi cô kiên quyết giữ gìn Thì có lẽ sẽ không đẩy bản thân vào cái hoàn cảnh ấm ức này Được sự đồng ý của Lan Cảnh đã yên tâm rời đi trở lại chỗ làm việc Trong thời gian đó Anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi Han Mỗi ngày đều dặn dò cô chú ý sức khỏe Bọn họ cứ như trở thành những ngày đầu yêu nhau Anh dành cho cô sự chiều chuộng Quan tâm cần thiết còn cô cũng như được chấn an với sự dịu dàng chăm sóc ấy Có điều cai thai ngày một lớn Lan không biết mình có thể giữ kín điều bí mật này được bao lâu nữa Điều quan trọng hơn hết là hiện giờ với tình trạng này Cô không dám trở về quê thăm cha mẹ Mẹ cô cũng là một người phụ nữ tỉ mỉ Cũng là người trải qua bao nhiêu sự đời Lan không tin chắc có thể che giấu được chuyện mình đang mang thai trước khi cưới Nên tốt nhất là không về Lan đành phải nói dối rằng hai tháng nay cô đi công tác ở nước ngoài vẫn chưa về sau một hồi hàn huyên tâm sự hỏi thăm sức khỏe như thường lệ vì sợ mẹ hỏi nhiều sẽ lộ tẩy lan liền tìm cớ đánh trống làng cha đâu rồi mẹ à bữa nay ông ấy đi đám cưới ở nhà của thầy kính rồi con còn nhớ thầy kính không con là bác hai của trang đó khi xưa mỗi ngày con đều ghé đó để đi học với nó mà bữa nay ông ấy cưới vợ cho thằng con trai út làm kỹ sư xây dựng nghe nói đãi đẳng lớn lắm mời cả trăm bàn gần như giáp hết cái xã mình luôn rồi con trai của thầy kính làm nghề xây dựng đó chẳng phải là người đàn ông đã cùng cô thể non hẹn biển tối hôm qua vẫn còn gọi điện thoại nghỉ non nói rằng nhớ cô muốn ở bên cạnh cô hay sao lan không dám tin vào sự thật vẽ bàng này cô không thể nào tưởng tượng nổi cảnh có thể lừa dối mình một cách tàn nhẫn như vậy nhớ tới lời mẹ vừa nói lan run run lướt điện thoại tìm đến danh bà cô phải gọi cho trang để hỏi rõ ngọn ngành sự thật gọi hai ba cuộc nhưng vẫn chưa thấy trang bắt máy lòng lan càng nóng như lửa đốt một lát sau là cuộc gọi thoại từ phía trang gọi đến điện thoại vừa chuyển được lan đã không kìm được tiếng nước nở mà yêu cầu ngay trang à đang ở đâu vậy có phải đám cưới anh cảnh không nếu như bà còn coi tôi là bạn thì mở camera lên đi điện thoại báo cuộc gọi chuyển sang chế độ video ngay trong giờ phút ấy lan đã nhìn thấy người mình yêu tay trong tay của một người con gái khác. Người từng thề non hẹn biển, từng nói sẽ cho cô một đời hạnh phúc, hôm nay làm chú rể Nhưng cô dâu lại không phải là cô. Ghe rước dâu về đến bến sông, chú rẻ trong bộ áo dài truyền thống, tươi cười nắm tay cô dâu, đang bẽn lẽn đứng trước mũi ghe. Sự yêu chiều và che chở dịu dàng lang từng có được. Giờ đây, cảnh cũng trao nó cho một người con gái khác. Mặc cho đầu bên kia chàng lo lắng kêu tên cô liên tục sự vẽ bàng lẫn đau khổ chất chồng đã khiến lan không còn giữ được sự bình tĩnh cô vung tay quăng điện thoại vào tường đổ ập lên giường khóc nức nở lan chờ đến tối mới gọi một cuộc gọi cho cảnh anh ta tắt máy là tắt máy chứ không phải là không trả lời điện thoại tới giờ phút đó lan mới tỏ tường người đàn ông mà mình yêu hèn nhát tới mức độ nào ngay cả dũng khí đối mặt thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân đã làm chuyện dối trá mà anh ta cũng không có thì cô còn có thể trông đợi gì ở cảnh nữa cô dâu là cô giáo dạy thanh nhạc ở trường của thầy kính có anh trai là phó chủ tịch xã gia đình coi như có địa vị ở xứ đó người trọng sĩ diện và hám danh như cha mẹ của cảnh chắc chắn cực kỳ hài lòng cảnh không nghe điện thoại lan liền nhờ bạn nhắn anh ta gọi lại cho mình thế nhưng cô không thể chờ được cuộc gọi từ cảnh Tối hôm đó, Lan nhận được lời mời kết bạn Zalo từ một số điện thoại lạ. Phần chú thích kết bạn rất gãy gọn. "Chào cô, tôi là Hương, là vợ anh Cảnh. Quán cà phê quen thuộc vẫn như xưa, không có gì thay đổi, có chăng vị trí quen thuộc nay đã đổi người." Lan nhìn cô gái đang cố tỏ vẻ điềm tĩnh thị uy trước mặt mình, trong lòng cuộn trào đắng chát. Hương muốn gặp cô trực tiếp, nói rằng sẽ lên thành phố sau chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang trải qua nhiều ngày bình tâm suy xét lan cũng dần dần ổn định tinh thần và chấp nhận sự thật là mình đã bị lừa dối và bỏ rơi lan cũng không hề muốn trốn tránh bởi suy cho cùng cô không phải là người có lỗi cái địa vị người thứ ba của cô được hình thành từ thói lửa lọc đê hèn của một người đàn ông chính cảnh đã đẩy cô và người vợ mới cưới của anh ta vào hoàn cảnh éo le thế này tôi thật sự đã rất sốc gần như muốn gom đồ trở về nhà mình trong ngày đám cưới khi nghe anh cảnh thú nhận mọi chuyện hương cắn môi hít một hơi rồi dè dặt bắt đầu câu chuyện cô vợ này của cảnh cũng khéo đưa đầy vừa mở miệng đã tranh vị trí nạn nhân trong chuyện này lan chớp mắt không nói im lặng chờ cô ấy nói tiếp không có người phụ nữ nào có thể dễ dàng chấp nhận chuyện chồng mình từng chung sống và đến khi đám cưới vẫn còn mối quan hệ không rõ ràng với người khác nhưng mà anh ấy năn nỉ và va này quá chừng tôi chị không cần nói thêm tôi cũng hiểu tôi chỉ muốn biết tường tận là anh cảnh nói thế nào về quan hệ giữa hai chúng tôi có lẽ là thấy thái độ có phần bình tĩnh của lan giờ phút này hương đã vượt qua được sự e dè lúc ban đầu trên khuôn mặt dần dần xuất hiện sự kiêu ngạo anh ấy nói từ trước khi cưới anh ấy đã kể là chuyện của hai người đã kết thúc từ lâu nhưng mà cô là người cứ níu kéo anh ấy không buông thậm chí còn gài anh ấy để có bầu nhằm ép cưới vô liêm sỉ ba tiếng nhẹ nhàng bật ra khỏi bờ môi bắt đầu tái nhợt của lan đây là lần đầu tiên cô biết được một người đàn ông có thể khốn nạn bị ổi đến mức nào trước mặt cô thì nói lời yêu thương thắm thiết sau lưng lại có thể phũ phàng chối bỏ thậm chí không tiếc lời nói xấu người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình để lấy lòng một cô gái khác không phải như vậy sao chiều hôm qua sau khi biết chuyện cô muốn gặp cảnh tôi đã mời ba mẹ chồng chứng kiến và thưa rõ ngọn ngành mẹ chồng tôi cũng cam đoan rằng những gì anh ấy nói là sự thật nói như vậy là mẹ của anh ấy biết chuyện tôi có thai à biết mà mẹ cũng cam đoan với tôi rồi nói là sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhà chồng sẽ chỉ nhận những đứa cháu do tôi sinh ra nhưng mà tôi vẫn chưa được yên tâm vì vậy tôi đòi anh cảnh cho số điện thoại của cô bằng được tôi cũng muốn gặp cô một lần để giải quyết dứt điểm để sau này cuộc sống vợ chồng chúng tôi không còn ảnh hưởng bởi những lời bàn tán của người khác không giấu gì cô tôi cũng vừa khéo phát hiện ra mình đã mang thai hiện tại tôi không muốn đứa nhỏ này bị ảnh hưởng bởi những chuyện quá khứ của chồng mình nên mong rằng cô sẽ cân nhắc hướng giải quyết hợp lý người phụ nữ có ăn có học một khi đi đánh ghen cũng thật là lắt léo hương không dùng những lời lẽ hàn học hay thô tục khi nói chuyện với cô nhưng vẫn khéo léo thể hiện ra rằng hiện tại cô ấy đã được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của cảnh và ba mẹ chồng qua đó gián tiếp khẳng định rằng lan cùng cái thai trong bụng chỉ là một người ngoài còn nhân tiện khoe khoang chuyện mình cũng mang thai hóa ra đây chính là lợi thế lớn nhất của vợ cảnh cô ta thừa biết rằng giữa một đứa cháu ngoài giá thú và một đứa cháu danh chính ngôn thuận thì người trọng sĩ diện như vợ chồng thầy kính chắc chắn sẽ lựa chọn người sau đâu thể nào đến lượt lan nhận được sự ủng hộ tới lúc này thì lan đã thật sự triệt để chẳng còn trông mong gì vào cuộc tình oan nghiệt này với cảnh có giận thì cô chỉ giận bản thân mình quá nhẹ dạ cả tin không biết giữ thân nên đã dễ dàng để cho người ta lợi dụng rồi dắt mũi lúc nào không hay nghĩ đến đây tâm trạng lan lại bình tĩnh đến lạ lùng cô lặng thinh nhường lại phần diễn cho hương xem cô ta muốn gì tôi không biết là anh cảnh đã nói với cô những gì nhưng thú thật từ lúc gia đình anh ấy ngỏ lời muốn kết thông ra tôi cũng đã rất mong chờ anh ấy lịch thiệp tài giỏi lại là một người con có hiếu mỗi khi tiếp xúc với tôi cũng đều lo lắng chu toàn ngày làm lễ dạm ngõ là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh ấy ngoài đời tôi cũng đã từng âm thầm cảm thấy mình may mắn khi có được một mối lương duyên cô lan à tôi biết cô còn nặng tình với anh cảnh nhưng mà hôn nhân là chuyện của hai gia đình mà tôi lại còn đang mang đứa cháu đích tôn của nhà chồng hơn nữa người cảnh lựa chọn là tôi cho nên giờ phút này cho dù cô có nói gì tôi cũng sẽ không lùi bước hương mở chiếc túi sách vẫn đem theo bên mình lấy ra một chiếc phong bì lớn được dán cẩn thận phong bì dày cộp đập vào mắt lan khiến đôi mắt cô xốn sang và cay xè hương nhìn thấy thì nét mặt trở nên hả hê thấy rõ cô ta cho rằng mình đã giành chiến thắng tuyệt đối vì vậy cũng chẳng cần phải duy trì bộ dạng nhu mì hay thông cảm gì cả đây là chút lòng thành của vợ chồng tôi dành cho cô hy vọng cô sẽ giải quyết tốt hậu quả còn lại và tránh xa chồng của tôi ra đừng có nuôi hy vọng hão huyền là dựa vào cái thai này để níu kéo hay giành giật tình yêu thương của cảnh không có cửa đâu cô nói vậy là sao còn sao nữa không phải điều tiếp theo cô nên làm là đi bỏ cái thai trong bụng hay sao tôi biết có lẽ nhiều đây vẫn chưa đủ với mong muốn của cô nhưng suy cho cùng Chuyện tạo ra nó đâu phải chỉ một mình lỗi ở chồng tôi Mà cả cô cũng có một phần trách nhiệm Phải không Nói xong câu nói mỉa mai này Như để dần vặt lan Hương quẳng cái phong bì rơi xuống trước mặt cô Cái tiếng ấy chẳng khác nào Cái tát quất vào lan Cô kìm nén cơn tức giận đang hoành hành trong lòng mình Đứng dậy đẩy ghế bước ra Trước khi đi Lan nán lại trước hương Vứt cái phong bì vào lòng cô ta Tôi nghĩ cô hiểu lầm mục đích đi ra gặp cô ngày hôm nay của tôi rồi Không phải tôi muốn níu kéo gì gã đàn ông bội bạc ấy Mà tôi chỉ muốn rõ ràng mọi chuyện một lần Sau này ba người chúng ta Nước sông không phạm nước giếng Cô cứ sống hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời của cô đi Còn con tôi thì tôi tự lo Không phiền đến các người lo lắng Nhờ cô báo lại với cảnh Đồ đạc của anh ta còn để trong phòng trọ Trong vòng hai ngày phải kêu người tới lấy Nếu không tôi sẽ đem vứt ra thùng rác hết Hương đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp mặt này. Cô ta tự tin rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu với người tình cũ của chồng. Nhưng vạn lần không ngờ tới phản ứng mãnh liệt và quyết định điên rồ này của Lan. Lan, cô điên rồi hả? Cô định sinh nó ra sao? Cô có biết sự xuất hiện của nó trên đời này sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho bản thân cô và vợ chồng tôi hay không? Tôi cảnh cáo cô, đừng có rượu mời không uống mà cứ muốn uống rượu phạt tôi sẽ không bao giờ để cô bình an sinh ra cái thứ nghiệt trùng này để nó đe dọa hạnh phúc của gia đình tôi đâu cô đứng lại đứng lại lan bỏ mặc ngoài tai tiếng gọi thất thanh của hương làm lơ mọi ánh mắt tò mò lẫn tiếng xì xầm bàn tán xung quanh trong giây phút ấy quyết định sinh đứa con này ra cứ thế trở thành một ý niệm thật kiên định trong đầu của cô có một điều lan phải công nhận là hương nói đúng cái bảo thai này không phải chỉ có phần của một mình cảnh nó còn là máu thịt của bản thân cô, là một sinh linh vô tội. Cô không thể nào nhẫn tâm tước đoạt cuộc sống của con mình được. Suy cho cùng, tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa, thì cũng là xứng đáng. Cây muốn lặng mà gió lại chẳng muốn dừng. Làng tưởng chừng sau lần cô tỏ thái độ cứng rắn trước người vợ mới của cảnh, thì mọi chuyện dính líu tới anh ta đã kết thúc. Cô kiên quyết cắt đứt liên lạc với cảnh chặn điện thoại và tất cả các nguồn liên hệ của anh ta với cô. Bọn họ bắt đầu vội vàng và kết thúc không hề êm ả. Những kỷ niệm Lan từng nâng niu trân trọng, giờ chẳng khác gì một sự châm trọng. Đa lỡ dẫm chân xuống bùn lầy thì phải quyết tâm bước ra khỏi và gột rửa nó đi. Cứ ngồi ở đó khóc lóc cũng chẳng ích gì. Nước mắt của cô không dư thừa để dành cho người bội bạc nhưng cô đã quá coi thường hậu quả của sự ghen tuông và mức độ điên cuồng mà người đàn bà anh ta vừa mới cưới có thể mang đến. Từ lần chia tay ở quán nước, sau khi không đạt được mục đích, buộc Lan phải bỏ cái thai trong bụng, Hương bắt đầu oanh tạc cô trên mọi phương diện. Điện thoại Lan bắt đầu nhận được những tin nhắn từ các số máy lạ khác nhau, chặn số này lại có số khác tiếp tục. Không hiểu cô ta lấy từ đâu ra nhiều số điện thoại và cả thời gian rảnh rỗi nhiều như vậy để cứ cách năm 10 phút lại gửi một tin nhắn hay nhám một cuộc điện thoại cho cô ban đầu là những tin nhắn và những cuộc điện thoại có phần nhẹ nhàng chủ yếu khoe với cô cuộc sống nhà chồng sung sướng bao nhiêu được chồng chiều chuộng thế nào lẽ dĩ nhiên là nhận ra trong lời kể của cô ta cảnh đã biến thành một người đàn ông xa lạ so với người cô từng biết dấu biết rằng màn trình diễn vợ chồng hạnh phúc ngọt ngào của hương có trăm ngàn chỗ hở nhưng Lan không hề có thôi thúc muốn phản bác hay đáp lại bất kỳ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của cô ta. Bởi vì Lan biết, mục đích chính của cô ta chính là quậy phá cho cô tâm thần không yên, thậm chí suy sụp đến mức sẽ dễ dàng từ bỏ đứa con khi mất hết mọi hy vọng. Vì vậy, Lan lựa chọn vờ như mình mất điếc tai ngơ, khi không có công việc quan trọng, đều lựa chọn tắt điện thoại và cố gắng xử lý mọi việc qua mail công việc để tránh phiền phức đeo bám này. Lan không còn sự lựa chọn nào khác bởi vì đây là số điện thoại đăng ký cho công việc đã dùng hơn 2-3 năm nay của mình. Cô không thể đột nhiên không dùng được. Vì vậy, buộc lòng Lan phải đọc những tin nhắn, cuộc gọi, không dám từ chối bất cứ cuộc gọi nào. Mặc dù 3 trên 10 lần như vậy, mỗi lần bắt máy là một cấp bậc của cơn ghen tuông. Giảm giã hơn nửa tháng như vậy, trong khi triệu chứng nôn ngén của Lan dần dần cải thiện, thì Hương đã trở nên càng lúc càng căng thẳng và mất kiểm soát. Cô ta bắt đầu nhắn tin với những dòng chữ bất cần, thô lỗ. Lời lẽ của một người được trao dồi cả năng lực và đạo đức được thay thế thành ngôn từ chỉ hợp với dân chợ búa. Mày có ngon thì chặn số này của tao nữa đi còn trả xanh hư thân mất nét. Mày lì lợm không chịu phá là đang chờ anh cảnh quay lại với mày phải không? Nằm mơ đi! Mày quá coi thường khi từ chối lời đề nghị đó của tao. Tao sẽ cho mày khóc trong hối hận. Lan mím môi, xóa hết những tin nhắn bẩn kia đi và kéo nốt số điện thoại vào trong danh sách chặn. Nhìn một dãy dài những số điện thoại trong danh sách chặn này, cô không kìm được tiếng thở dài ngao ngán. Thật sự bây giờ, cô không còn cảm giác tức giận như lần đầu đọc những tin nhắn sỗ sàng này nữa, mà chỉ cảm thấy thương cảm cho chủ nhân của chúng nó, hẳn là cô ta phải bất an và điên tiết lắm nên mới có thể mất kiểm soát đến nhường ấy. Một buổi sáng vừa khép lại cửa phòng chuẩn bị dắt xe để đi đến chỗ làm sau lưng cô có tiếng gọi nho nhỏ quen thuộc Lan quay lại rồi sững sờ mất một vài giây Là anh à anh đi lãnh giải Oscar về đó à anh cảnh Câu châm biếm thoát khỏi bờ môi cùng vẻ mặt sừng sưng của Lan khiến cho cảnh cảm thấy ngượng ngùng mặt anh ta tái lại rồi đỏ lên cúi gằm mặt xuống chủ trừ hoài mà không dám bước tới nhìn vào bộ dạng ủ rũ của anh ta lúc này rất khó để liên tưởng tới hình ảnh người chồng đang ngập tràn trong mật ngọt qua lời kể của Hương. Thế cảnh không trả lời, Lan cũng không muốn đợi. Cô hử khẽ rồi định dắt xe lướt qua. Tới khi đuôi xe bị nắm chặt lại mới quay lại nhìn anh ta nhíu mày. Gì nữa? Cảm phiền anh buông ra. Xe của tôi vừa mới rửa chiều hôm qua. Anh cũng biết rõ, một tháng tôi mới rửa xe một lần. Tôi không muốn phải tốn tiền đi gọt rửa nó một lần nữa vì sự ô uế này. Lan, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện em cho anh cơ hội giải thích đủ rồi chuyện cần biết thì tôi cũng đã biết chuyện không muốn nghe tôi cũng bị vợ anh bắt buộc phải nghe rồi tôi nghĩ giữa hai chúng ta không nên có bất cứ cuộc gặp mặt nào nữa tôi buộc phải tự bảo vệ mình không cho vợ anh cái cớ để nhào vào chỉ trích tôi là kẻ cướp chồng lan bắt đầu tức giận cho nên âm lượng cũng không còn đè nén nhỏ và thấp như ban đầu nữa cảnh liếc mắt thấy chiếc màn cửa đang động đầy biết bản thân mình đang gây ra động tĩnh khiến người ta chú ý liền xuống nước năn nỉ mình vào nhà nói chuyện đi giữa đường giữa xá như vậy lương minh cảnh anh nghĩ rằng mình có thể bước chân vào chỗ ở của tôi một lần nào nữa à anh nằm mơ đi cảnh tự biết là mình đuối lý cho nên anh ta không dám làm cương với lan chỉ đành kiếm một cái cớ khác để lấp liếm anh anh muốn vào lấy đồ đồ đạc Đồ đạc của anh vẫn còn ở đây khá nhiều Trong đó có một số hồ sơ thiết kế thi công quan trọng Hồ sơ giấy tờ Thì tôi đã bỏ tất cả vào thùng chuyển phát nhanh Tới nhà anh ở dưới quê Còn những thứ đồ lạt vặt khác Bởi vì anh không tới dọn đồ Cho nên tôi đã đem nó ra chỗ tập kết rác ở đầu ngõ rồi Anh không trách tôi được Bởi vì tôi đã nói với vợ của anh rồi Cô ta không nhắn với anh sao Em biết rõ Anh đến đây không phải vì đồ đạc Lana, anh... Em đừng đi, nói chuyện với anh một lát ở đây cũng được tôi không muốn anh buông ra buông cảnh vẫn chưa từ bỏ ý đồ còn muốn lôi kéo lan một tay gỉ xe còn tay còn lại nắm lấy cổ tay của cô không buông trong khi lan chưa biết xử lý cái đuôi lì lợm này ra sao thì cửa nhà sau lưng của anh ta mở ra đột ngột chị hà ló đầu ra hỏi với vẻ thản nhiên lan chưa đi làm hả em chưa lắm rồi sao em còn chưa đi làm à chị biết rồi tự nhiên bị rắn rết nó chắn đường hả đi 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 lẹ lên để đống rác này chị hốt cho nói là làm chị hà mới lấy cái chổi dừng ở bên hiên nhà ra sức quét lấy quét để khoảng sân xi măng dính đầy bụi đất nhanh chóng sạch sẽ bãi đáp của chúng chính là đôi giày da màu đen bóng ở dưới chân của cảnh lúc này anh ta mới kịp phản ứng đã trừng mắt lên muốn kiếm chuyện thế mà lúc nhìn thấy thái độ hung hăng của chị hà và bộ dạng tựa cửa hóng chuyện của chồng chị thì lại không dám làm gì. Cảnh đột nhiên e rè là có nguyên nhân, bởi vì chị Hà tuy nhìn nhỏ con, bình thường cũng rất hiền hậu, thân thiện, nhưng chồng chị lại là một người đàn ông hầm hố, tay chân để cơ bắp, thậm chí sau lưng còn có hình xăm đại bàng rất bắt mắt. Với cái vẻ ngoài nguy hiểm như vậy, không ai dại gì dây vào cho phiền phức. Đương nhiên là cảnh cũng nghĩ như vậy, cho nên anh ta ngượng ngùng buông bàn tay đang ghi chặt chiếc xe của Lan ra cả người và xe đều được tự do là lại không nhịn được chế nhạo trong lòng sao lúc đó cô có thể mù quáng như vậy không nhìn ra vẻ bề ngoài được đắp nặn hoàn hảo như chính nhân quân tử nhưng thật ra con người của cảnh có thể hèn nhát đến độ này anh cảnh à tôi cho rằng chuyện giữa chúng ta không còn gì để giải thích nữa đều là người trưởng thành rồi tôi là phụ nữ mà còn cầm lên được thì buông xuống được không lẽ anh thua một người đàn bà chúng ta vĩnh biệt ở đây đi đời này không gặp lại nhau nữa cảnh đứng thẫn thờ xuôi tay ánh mắt đau đớn nhìn theo bóng dáng lan người ngoài không biết câu chuyện thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất mùi lòng vì độ si tình của người đàn ông này chỉ có lan và vợ chồng chị hà biết được anh ta vô liêm sỉ đến mức nào khi có thể dùng sự dối trá và tham lam của mình để cùng lúc hủy hoại cuộc đời của cả hai cô gái cảnh bể oải bước vào nhà trên mặt là vẻ bực dọc không thèm che giấu sau khi vượt một chặng đường dài cùng với tâm trạng nặng trĩu xen lẫn không cam lòng cái anh ta cần lúc này chính là một giấc ngủ ngay lập tức nhưng cảnh biết mong muốn nhỏ nhoi này của mình khó mà thực hiện được ở trong căn nhà này bây giờ tự do là thứ vô cùng xa xỉ với anh ta quả vậy vừa nhắc thấy con trai đỗ xe trước sân bà liên mẹ của cảnh đã dục dịch không yên nhẹ chân lướt qua phòng của con trai ké mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ bà liên nhìn thấy con dâu đeo tai nghe nằm rung chân trên giường lướt điện thoại thì mới yên tâm ra chặn cảnh lại để hỏi thăm sao rồi con nó nói sao vẫn không chịu bỏ hả kêu mày làm có chuyện còn con này mà cũng không xong sao mày tệ vậy hả cảnh bà liên hấp tấp kéo con trai ngồi xuống trường kể nhỏ giọng hỏi cũng không hề quan tâm đến vẻ mặt mệt mỏi của cảnh con mệt mỏi lắm rồi mẹ không thể tha cho con bữa nay sao dù sao con cũng đã nghe theo lời ba mẹ cưới Hương về làm vợ. Bây giờ chẳng phải ba mẹ nên vừa lòng đẹp dạ rồi. Sao còn bức ép con phải làm chuyện trái đạo đức này nữa? Mày ngu lắm con à. Bây giờ mày đã có vợ rồi. Mà vợ mày cũng không phải là không sinh đẻ được. Sao mày phải chấp nhận để con kia sinh ra cái bảo thai đó? Một đứa con ngoài gia thú sẽ dẫn đến hệ lụy sau này. Nếu như không kêu con Lan bỏ cái thai kia được thì con Hương nó sẽ làm ầm lên. Lúc đó công việc mới mà mày trông chờ liệu có còn chỗ để chen chân hay không? Trời ơi là trời Sao tôi khổ với cái thằng này quá trời Bà Liên giết giọng chỉ chiết Đưa bàn tay dưới đầu của cảnh xuống Trong giọng nói Toàn là trách móc lẫn than thở Phải biết rằng Bình thường con trai út là đứa được Hai ông bà cưng chiều nhất nhà Bao nhiêu vốn liếng đều dành ra để tài bồi cho cảnh Cảnh chưa hẳn giỏi giang Và tháo vát như Phi Anh trai của mình Nhưng cái anh ta có lại là miệng ngon ngọt như mía lùi Và bản tính khéo đưa đẩy rất làm vui lòng hai ông bà già hai năm đầu tiên sau khi ra trường mặc dù thông qua người anh trai của mình cảnh đã tìm được một công việc ổn định trong một công ty có quy mô không phải nhỏ nếu là người khác khi đã đủ lông đủ cánh có một công việc đủ để nuôi sống bản thân mình thì sẽ từ chối sự hỗ trợ của gia đình đằng này cảnh lại khác anh ta lại đưa ra lý do mình mới vào công ty vẫn ở trong chế độ thử việc lương bổng không đủ để nuôi sống bản thân vì vậy hàng tháng vẫn đều đặt ngửa tay xin tiền nẻ. Bà Liên xót con nên chỉ cần nghe thấy cảnh than thở túng thiếu thì không tiếc móc ví chu cấp cho con trai nhỏ. Sợ con ăn uống kham khổ, sợ con ra đường mà cảm với đồng nghiệp, bạn bè. Việc đấy chỉ chấm dứt sau khi anh trai của cảnh biết chuyện và làm ẩm lên thì hai ông bà mới thôi việc bao bọc đó. Nhưng cũng chính vì thói quen dựa dẫm vào cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ mà Cảnh đã trở thành một người không hề có chính kiến lẫn can đảm để đối đầu với mệnh lệnh từ hai vị song thân. Có một số việc mà Cảnh đã giấu nhẹm với Lan và kể cả Hương, đó chính là sau khi biết tin Lan mang thai, anh ta quả thật đã từng về quê để nói chuyện này với mẹ, nhằm mục đích thăm dò ý kiến và mong rằng bà Liên sẽ ủng hộ cho mình. Lúc đó, trong mắt của chàng trai trẻ cũng thật sự chỉ có mình Lan và vô số dự định cho tương lai. Thế nhưng bà Liên đã thẳng thừng tạt cho anh một gáo nước lạnh. Không thể được, mẹ không đồng ý. Và chắc chắn rằng bố của con cũng sẽ không đồng ý. Trời ơi cảnh ơi, con nghĩ gì mà chọn cái hạng gái như vậy để về làm dâu của nhà này? Sao mẹ lại nói như vậy? Không phải bố mẹ luôn khuyên con nên tìm một người vợ có công việc ổn định, có trình độ và thu nhập cao hay sao? Lan vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại đang ở vị trí khá quan trọng trong một công ty lớn. Có chỗ nào không phù hợp với con đâu? Bởi vậy tao nói mày dại là không sai Trên truyền hình vẫn chiếu nhan nhàn mấy bộ phim đó Bộ con không thấy sao Mấy cô gái tối ngày áo sơ mi váy bó Đa phần đều là bồ nhí xếp lớn Con nói nó có tài có sắc Thì liệu có chắc rằng Nó không phải hạng người kia Nhà mình ra giáo Bố con lại có tiếng thanh cao trong ngành giáo dục Nếu như một ngày nào đó bị đồn thổi Là con dâu đi làm bồ nhí cho người ta Con nói cha mẹ biết giấu mặt vào đâu đây Còn nữa Nếu như nó thật sự là người như vậy chắc gì đứa nhỏ trong bụng nó đã là của con, lỡ như nó chỉ đang kiếm người đổ vỏ cho người khác thì sao? phải tỉnh táo, phải nghe lời mẹ. mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, xong tới từng tuổi này thì có chuyện gì mà mẹ chưa thấy qua ở con? Thoạt đầu khi cảnh nghe thấy những lời này của mẹ, thì cũng thật sự muốn phản bác cái suy luận quá thủ cựu lẫn hoang đường này của mẹ mình, nhưng khi nghe nhắc đến khả năng Lan có mối quan hệ mập mờ với cấp trên trong công ty anh ta mới chợt nhớ đến một người đàn ông. Người đó thì đã lâu không còn xuất hiện bên cạnh Lan, nhưng cuộc gặp mặt bí mật giữa hai người đàn ông vào thời điểm anh ta mới bắt đầu mối quan hệ với Lan, vẫn luôn là cái giảm trong lòng cảnh, ngứa ngáy khó chịu và tràn ngập chán ghét. Anh ta nhớ đến chàng trai tên Huy, đầy vẻ điềm tĩnh, nói thẳng vào mặt mình rằng: "Anh không xứng đáng với Lan, nhưng nếu đây là sự lựa chọn của cô ấy thì tôi sẽ không can thiệp, chỉ mong anh có thể làm được những điều đã nói hôm nay." Nếu không tôi sẽ chào đón anh bằng nắm đấm Khó có thể tin rằng Một người đàn ông nhìn có vẻ văn nhã Và lịch thiệp như Quang Huy Lại có thể thốt ra lời dọa dẫm Đậm mùi bạo lực như vậy Nhưng chuyện đó không làm cảnh thấy chán ghét Mà chính là thái độ của Quang Huy Khi đối diện với anh ta Không một chút yếu thế Không một chút nhún nhường Thậm chí cảnh còn cảm nhận được Huy nhìn mình với ánh mắt của một kẻ nắm thót Trong giây phút ấy Anh ta đã thấy luống cuống và hoài nghi rằng liệu lịch sử tình trường dày dặn của mình có thể nào đã bị Quang Huy khám phá. Điều đó đã khiến anh ta thấp thỏm suốt một thời gian dài buộc phải thu liễm bản tính bay bướm của mình. May mắn cho cảnh là sau cuộc gặp ấy Huy không còn xuất hiện bên cạnh Lan nữa anh ta cũng buông xuống sự đề phòng và bắt đầu tìm hiểu về tình địch tiềm năng ấy của mình. Không khó để cảnh biết đến sự hiện diện của Huy và tầm ảnh hưởng sâu rộng của anh ta trong cuộc sống của Lan từ khi bắt đầu để ý thăm hỏi, cảnh mới phát hiện ra, thì ra bên cạnh Lan đầy giấy dấu vết của gã đàn ông tên Huy kia. nhà do anh ta giúp thuê, việc do anh ta giúp tìm, những ngày đầu đại học, việc ăn học của em trai Lan cũng là do anh ta sắp xếp. mặc dù là thề sống thề chết là giữa bọn họ chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp thân thiết và Huy hiện tại không còn làm việc chung trụ sở với cô, nhưng giữa hai người vẫn diễn ra một cuộc cãi vã và kết thúc bằng việc lan phải hứa rằng sẽ hạn chế mọi liên lạc với huy sĩ diện đàn ông được ve vuốt cảnh với tâm lý người chiến thắng cũng dần dần quên lãng người đàn ông đó cho đến hôm mẹ anh ta vô tình gãi đúng chỗ lấn cấn ấy anh ta lại đột nhiên cảm thấy mẹ mình nói có lý từ chỗ tràn đầy nhiệt tình muốn thu xếp cuộc hôn nhân với lan chịu trách nhiệm với cô cùng cái bào thai kia anh ta dần trở nên lần nữa không muốn đối diện với sự thúc ép và đôi khi còn chán ghét trước sự chất vấn từ Lan. Cảnh lựa chọn lần tránh và cũng trong thời gian ấy bố anh ta mang về một cuộc hôn nhân đẹp lòng vừa ý với Hương. Kèm theo đó là một cơ hội đời đời dành cho Cảnh. Ông hai Kính ngắm đúng vào gia thế được đồn thổi của Hương muốn tìm cho Cảnh một chỗ dựa chân vào ban quản lý dự án xây dựng của huyện. Chuyện này vừa hay đánh trúng vào khát khao khẳng định mình của Cảnh. Cả đàn ông không có chính kiến này liền nhanh chóng xa vào sự thao túng tâm lý của mẹ chìm đắm trong tham vọng thăng tiến như một lẽ tất yếu cảnh nhanh chóng quên mất mọi lời thề hẹn cùng người con gái ở phương xa kia âm thầm cùng cha mẹ xúc tiến cuộc hôn nhân cùng với hương vợ thì cũng đã cưới bây giờ là lúc thu dọn tàn cuộc để không ảnh hưởng đến tiền đồ sau này cảnh tự nhận rằng mình đã rất cố gắng cho nên đứng trước lời cảm giảm lẫn oán trách này của mẹ anh ta cũng thấy rất uất ức mẹ có thôi đi không có phải con không cố gắng đâu sáng nay con cất công chạy đến gặp cô ta sớm không được việc gì còn bị xỉ bà thậm tệ mẹ có giỏi thì mẹ làm đi còn chán lắm rồi con mặc kệ. sau này ra sao thì ra cảnh vùng vàng đứng dậy khỏi ghế chộp lấy chìa khóa rồi lấy xe định rồ ga vọt đi bà liên hớt hải chạy ra cảnh cảnh con đi đâu đó nè cái quân mất dậy mới nói động một câu đã hầm hừ bỏ đi không biết giống cái ngữ nào nữa thoạt đầu bà liên thấy con trai làm mình làm mẩy thì cũng thấy dần nhưng nghĩ lại cũng do khi nãy mình quá nóng vội nên mất kiềm chế cho nên chỉ biết thở dài thườn thượt ra đóng cổng lại vừa bước vào nhà đã thấy con dâu quý giá mới cưới đứng chờ sẵn mỉm cười thân thiết hỏi có chuyện gì vậy mẹ mẹ nói coi con có giúp được gì không sáng hôm sau lan đến công ty chờ đón cô là một món quà choáng ngợp từ vợ của người yêu cũ. Sau vài ngày im ắng, không nhận được bất cứ sự quấy rối nào từ vợ của cảnh, lúc Lan từng chừng như mọi việc đã trôi qua, thì chẳng ngờ được đòn trả thù của Hương đã được nâng cấp. Thứ hai đầu tuần, cô được mời vào gặp trưởng phòng hành chính nhân sự vì việc riêng. Trưởng phòng tên Mai Anh là một người phụ nữ năm nay ngoài 30, chưa chồng, tính tình cũng không mấy dễ chịu. Lúc Lan mới vào làm ở công ty, cũng từng được một số đồng nghiệp nhắc nhở tránh đụng chạm đến chị ấy. Lan lúc ấy suy nghĩ rằng tính chất công việc của mình và Mai anh khác biệt, chắc cũng chẳng đụng chạm gì nên cô không mấy để tâm. Nhưng giờ thì cô mới nhận ra, lúc ấy mình đã quá vô tư, khi không hề muốn tò mò về những người không liên quan. Sống và làm việc giữa một tập thể, điều cần thiết để có thể dung hợp là biết người biết ta. Nếu như Lan chịu khó tìm hiểu từ trước Thì chắc cũng không đến nỗi Mò không ra tâm lý của người phụ nữ lạnh nhạt Và có phần khó gần Đang ngồi ở trước mặt mình lúc này Hôm nay gọi cô đến đây Là do có chuyện liên quan đến đời sống riêng tư của cô Hay nói đúng hơn Là tác phong và đạo đức của cô Tác phong Đạo đức Chị nói vậy nghĩa là sao Mai Anh nhếch mùi khinh thường Trước vẻ bất ngờ của Lan Hiển nhiên là cho rằng cô giả tạo cô làm chuyện gì chẳng lẽ bản thân cô không tự biết à hay là do làm chuyện thiếu đạo đức nhiều quá nên không nhớ hết phải rồi cái hạng gái đong đưa tối ngày ra vẻ thanh thuần để dựa dẫm vào đàn ông như cô làm sao nhớ hết mình đã từng làm gì và làm tổn thương ai cái lời nói gay gắt lẫn chua hoa này khiến lan chẳng tự ái cô thẳng lưng nhìn mai anh các giọng cứng rắn chị mai anh tính ra đây là lần đầu tiên hai chúng ta tiếp xúc Chị làm gì móc mỉa tôi như vậy Tôi cũng là người có danh dự của mình Không chấp nhận chuyện chị vu khống Và những lời nói khó nghe như vậy Tóm lại là có chuyện gì Có vu khống Có tổn hại danh dự cô không Thì cứ xem cái này đi sẽ rõ Đẹp mặt quá mà Cô có dám chối rằng đây không phải là mình không Mai anh hết cầm kiêu ngạo quăng một xấp hồ sơ cùng ảnh chụp tới trước mặt Lan ngoài vài tờ giấy mỏng để ở dưới cùng phần lớn chúng là những bức ảnh màu sáng bóng vừa mới được in ra rất dễ nhận ra người trong ảnh chụp là lan cùng với một người đàn ông trong ảnh hai người đứng đối mặt nhau người đàn ông còn nắm tay cô có vẻ thân mật thứ rõ ràng duy nhất trong những bức ảnh ấy chính là khuôn mặt của lan còn người đàn ông thật khéo làm sao toàn bộ chỉ chụp được bóng lưng kèm theo số đó là những bức ảnh thân mật kiểu kỷ niệm thường thấy giữa các cặp đôi yêu nhau. Tuy không phải là ảnh nóng hay những thứ tương tự, nhưng cũng đủ làm cho tinh thần của Lan bị chấn động. Lan biết chắc chắn, nam chính trong bức ảnh là ai? Đó chính là người đàn ông dối trá đã phụ bà cô, người chồng quý hóa của cô giáo hương. Thứ khiến Lan bất ngờ nhất không phải là mấy tấm ảnh chụp lần cảnh tới tìm mình dây dưa, mà là một số tấm ảnh thân mật khác được chụp vào giai đoạn yêu đương nồng thắm giữa hai người. Những tấm ảnh đó chẳng phải là cô đã xóa sạch từ khi chia tay rồi sao? Vậy thì sao nó có thể lọt ra ngoài và xuất hiện ở đây? Đáp án chỉ có một là cảnh đã đem những kỷ niệm của hai người giao vào tay Hương để cô ta lấy nó làm vũ khí tổn thương Lan lúc này. Đúng là khốn nạn đến tận cùng. Mai Anh Hà Hê nhìn khuôn mặt của Lan từ từ trắng bệch. Rồi nước mắt bắt đầu đảo quanh Cô ta khẽ hở mai mỉa Hết chối rồi chứ gì Xem cô có thể ra mồm cãi láo đến lúc nào nữa Nếu như không có bức thư tố cáo này Có lẽ mọi người vẫn bị tài diễn xuất của cô đánh lừa Mà nè Cô giấu cũng giỏi nhỉ Nhìn thế này đâu ai biết cô đã mang thai gần 4 tháng đâu Định xác nó đi đoạt chồng người khác à Hạ người quê mùa như cô Trong đầu toàn là âm mưu lừa lọc Tiếc là có quá nhiều người Bị vẻ yếu đuối của cô đánh lừa vào công ty là nhờ quan hệ, làm việc lại được ân cần che chở trước sau, nên cô mau chóng quên đi gốc gác của mình rồi chứ gì. Cô xứng sao? Bây giờ cô còn xứng đáng với anh ấy sao? Mai anh vừa nói, vừa liếc đầy thâm ý về phía chiếc bụng chỉ mới nhô lên đôi chút sau làn áo của Lan, mạnh miệng tiên đoán, trong mắt toàn là khinh thường. Mặt Lan trắng bệch, lúc này cô cũng đâu còn tâm trí mà phân tích anh ấy trong lời của Mai anh là ai, bởi vì hai chữ mang thai và sắp đơn dày ba trang giấy trước mặt đã chiếm lấy sự chú ý của cô. Không hổ là cô giáo văn hay chữ đẹp, Hương đã vẽ nên một câu chuyện đầy nước mắt và trong đó cô ta là người vợ đáng thương bị phá hoại gia đình khiến cho người ngoài nhìn vào đã thấy cảm thương và đầy bức xúc. Lời lẽ đầy oan ức và tủi thân của một người vợ có chồng lạc lòng khiến người khác căm phẫn. Cô ta cũng khéo léo đẩy mọi trách nhiệm trong cuộc tình ngang trái này cho Lan biến cô trở thành ả nhân tình không biết xấu hổ cứ bám víu lấy chồng cô ta không buông tôi thật sự rất xấu hổ về hành vi đeo bám của cô lan sau khi chồng tôi tỉnh ngộ và nói lời chia tay bản thân tôi cũng ý thức được trong chuyện này cũng có phần trách nhiệm của chồng mình vì anh ấy không chống lại được trước sự cám dỗ lẫn đeo bám của cô lan từ khi bị chia tay cô ấy làm phiền anh cảnh chồng tôi rất nhiều còn dùng cái thai trong bụng để gây sức ép cho anh ấy bắt buộc anh về bỏ vợ chồng tôi sợ tai tiếng, sợ tôi và gia đình biết chuyện, nên cố gắng chịu đựng. tới lúc không thể chịu đựng nổi sự quá quát của cô Lan, nên mới thú nhận mọi chuyện cùng tôi. tôi đã rất sốc, suýt chút nữa đã không thể giữ được đứa con trong bụng mình khi biết chuyện mình bị phản bội. ấy vậy mà cô Lan vẫn không chịu từ bỏ. tôi không hiểu sao cùng là phụ nữ lại bụng mang dạ chửa, mà cô ấy lại không biết thông cảm cho tôi, nỡ nhẫn tâm dùng con mình cướp đoạn người cha của một đứa trẻ khác. Tôi viết thư tưởng trình này không nhằm mục đích chỉ trích cô ấy. Tôi chỉ mong quý ban lãnh đạo công ty can thiệp riêng với cô Lan để cô ấy chấm dứt hành vi trái đạo đức này, cũng hy vọng chuyện này vẫn nằm trong vòng bí mật để bảo toàn danh dự cho đôi bên. Nếu tình hình không có chuyển biến khả quan, tôi cũng không biết mình có còn giữ được bình tĩnh để giải quyết êm thấm hay không." Hương nói xa nói gần, cũng không ngoài mục đích dọa dẫm sẽ tới công ty làm to chuyện, lúc đó sẽ ảnh hưởng nhiều tới hình ảnh công ty nhìn thì có vẻ hương là một người phụ nữ hiểu chuyện và mềm yếu nhưng chuyện cô ta muốn làm lại vô cùng độc ác cô ta muốn mượn áp lực của công ty để khiến lan vì bảo toàn công việc mà buông xuôi nghe theo lời cảnh bọn họ muốn lan từ bỏ đứa con của mình xem xong rồi chứ gì cô tự quyết định cho tốt đi số hồ sơ này được chuyển thẳng lên phòng giám đốc nếu theo nguyên tắc nhanh gọn trước giờ thì chú trung đã cho cô nghỉ việc ngay rồi nhân viên có đời sống cá nhân hỗn loạn biết bát như cô Giữ lại chỉ tổ làm ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty mà thôi Ngừng một lát May anh nghiến răng với vẻ chán ghét Nếu không phải có người ra mặt thay cô Thì bây giờ cô đang thu dọn đồ đạc Cút khỏi nơi này rồi kìa Tự mình lo liệu đi Để có lần thứ hai Thì trời có xuống cũng không cứu được cô Cút ra ngoài Rời khỏi phòng nhân sự Lan thất thểu quay lại chỗ ngồi Tâm trí cô bây giờ đang quay cuồng Với vô vàn những thông tin vừa tiếp nhận được Gã đàn ông hèn nhát ấy Không thể thuyết phục cô Nên đã mượn tay vợ anh ta Muốn đập tan cả sự nghiệp của cô cho hạ giả Anh ta thừa biết Công việc hiện tại của cô Chính là nguồn tài chính lớn duy nhất Để lo cho cha mẹ và em trai đang tuổi ăn học Cảnh biết rất rõ Thứ gì là quan trọng nhất với Lan Ấy vậy mà Anh ta lại dùng nó như điểm yếu Để khiến cô khuất phục Chưa đạt được mục đích Thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc Lan nhìn xuống vòng bụng nhỏ bắt đầu gồ lên của mình nước mắt cứ thế mà rơi xuống bắt cô tự mình kết liễu cái mầm sống đã bắt đầu biết cựa quẩy để bảo vệ gia đình mình ư ừ. cô biết phải làm sao đây một chiếc khăn giấy chìa tới trước mặt Lan cô quay mặt đi hít một hơi kìm lại tiếng nước nghẹn có tiếng sổ soạt phía bên cạnh ai đó đặt một hộp cơm và một ly nước trên bàn làm việc của cô cảm ơn chị chị Duyên mà giờ em hết ăn nổi rồi chị đừng đưa em nữa chị xuyên kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô thở dài nói cho dù em không muốn ăn cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng em người lớn chịu đói chịu khát một hai bữa thì không sao nhưng nó đang trong giai đoạn phát triển em cũng đâu muốn con em sinh ra còi cọc vì thiếu chất phải không lan nghe lời kéo hộp cơm lại và bắt đầu dùng bữa nhưng mới được vài miếng thì cô đã không thể ăn tiếp được nữa Miếng ăn cứ thế mà nghẹn lại trong cổ họng Nhắc đến đứa nhỏ Làm cho Lan nhớ tới lời nói mỉa mai của Mai Anh lúc nãy Nước mắt cứ thế ùa ra tràn mi Chuyện Lan mang thai Dường như cả công ty chỉ có một người duy nhất được biết Là Mỹ Xuyên Cô ấy là người đầu tiên Chú ý tới những biểu hiện bất thường nhỏ nhặt của Lan Trong giai đoạn mang thai nôn ngén ban đầu Lúc ấy Huy đã rời công ty sang chi nhánh bên Malaysia được vài tháng Thật sự, trong công ty, Lan không còn người nào có thể tâm sự hoặc nhờ vả trong những ngày tháng hoang mang đó. Bởi vậy, đứng trước sự quan tâm chăm sóc đầy ấm áp của Mỹ Xuyên, cô đã lựa chọn chút cản nỗi lòng của mình để tìm người chia sẻ. Và Mỹ Xuyên đã không làm cho Lan thất vọng. Cô ấy đã tuyệt đối giữ gìn bí mật này cũng như hỗ trợ rất nhiều cho Lan trong công việc thường ngày. Nhưng khi Lan mệt mỏi dã rời vì cái thai hành, Mỹ Xuyên sẵn sàng cáng đáng cả phần việc của cô không để người khác chú ý sao rồi bà phù thủy đó kêu em vô phòng nói cái gì mà nãy giờ ngồi đây thút thít vậy từ sớm chị đã nhìn thấy nhưng vì bận tiếp khách cho nên chưa có qua đây hỏi em được khi nãy đi ăn cơm chị mới tranh thủ mua đồ ăn về cho em đây kể chị nghe đi có chuyện gì Mỹ Xuyên chỉ lớn hơn Lan có 3 tuổi vào công ty trước cô 5 năm chị ấy cũng được xem như lớp nhân viên kỳ cựu trong này hầu như chuyện thâm cung bí sử gì trong công ty chị ấy cũng biết một trong những người mà Xuyên không vừa mắt nhất chính là bà Mai Anh chảnh chọe kia. Chị ấy vẫn hay nhắc nhở Lan phải chú ý đừng đụng chạm tới chị ta, nhưng vì cô không mấy quan tâm đến sự đấu đá giữa phái nữ trong công ty, cho nên không để tâm lắm tới chuyện này. Nước sông không phạm nước giếng, Lan chưa bao giờ nghĩ Mai Anh lại có thể thành kiến ác liệt như vậy đối với mình. Cô kể với Xuyên về tình hình và cả câu chuyện trong phòng nhân sự hôm nay, kèm theo thắc mắc Thật sự em không nhớ Cũng không biết mình đã làm gì mà đắc tội chị ấy Để chị ấy đối xử với em Bằng cái kiểu ghét cay ghét đắng ra mặt như vậy Chị Sen nghe qua câu chuyện Thì à lên ra vẻ hiểu rõ Xong gật gù nói với Lan Trời tưởng gì chứ Con mẹ giờ hơi đó ganh tị với em Cho nên thừa cơ mượn gió bẻ măng Chưa hồi trước chị nghe nói Bà đi soi mói với đâm chọc sau lưng em không hà Có dám ló mặt ra đâu Vắng chủ nhà gặp mọc đuôi tôm à Chờ đó chị đây sẽ cho con mẹ đó biết tay ế giết rồi sảng ha mà nhìn đâu cũng thấy ra tình địch chị nói em mới nhớ chị ấy trì chiết em chuyện lợi dụng rồi lừa dối ai đó mà chị dám nói me mé, mé không thèm nói thẳng tên em cũng thấy chuyện quá hoang đường nên cũng không hỏi kỹ bây giờ em dối quá không có thời gian dành đâu mà quan tâm chuyện tình cảm yêu đương của người khác bây giờ em sợ đàn ông quá rồi lời của lan nói khiến cho dự định nói gì đó của chị xuân biến mất chị im lặng hồi lâu rồi hỏi nhỏ Vậy bây giờ em tính thế nào Em cũng không biết nữa Em thì không muốn Nhưng vợ của anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em Nếu như em còn làm việc ở đây Thì thể nào cô ta cũng tới để làm ẩm ý Lúc đó chẳng những Em không giữ được công việc này Mà danh dự công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng Chú Trung đối xử với em tốt quá Em không thể nào làm liên lụy công ty được Nhắc tới vợ của gã đàn ông tồi tệ Đã phụ bà mẹ con Lan Khiến cho chị Xuyên sôi máu Cặp vợ chồng đê tiện đó sao có thể đổi trắng thay đen như vậy? rõ ràng thời điểm anh ta quen biết rồi chiêu gẹo em, lừa dối em, thì anh ta vẫn còn là người độc thân và luôn khẳng định với em là còn là người độc thân. giờ lại làm như thế, em chủ động xen vào cuộc hôn nhân của bọn họ ở đâu ra thứ mặt dày vô liêm sỉ như vậy? sau cú sốc ban nãy, thì giờ phút này Lan đã bình tĩnh suy xét cẩn thận hơn. cô hiểu vì sao vợ chồng của Cảnh có thể to gan mà vu khống chủ mũ cho mình như vậy, bởi vì lần trước. Lan tuyên bố với Hương rằng mình đã xóa sạch mọi liên quan với cảnh ngay cả ảnh chụp, tin nhắn hay thư từ gì cũng sạch sẽ không còn gì Bọn họ liệu trước rằng cô không có chứng cứ cho nên bọn họ mới chụp mũ vu khống cho cô trắng trợn thế này Chị, em suy nghĩ kỹ rồi có lẽ em không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa nhưng trước khi đi em muốn nhờ chị giúp em một việc Em nói đi, giúp được gì thì chị sẵn sàng giúp đỡ em liền Em muốn chị cùng em tới gặp chú Trung nói rõ ràng mọi chuyện Chị hãy làm chứng cho em về khoảng thời gian em qua lại với tên cảnh, đối chiếu với thời gian anh ta cưới vợ. Em không chấp nhận ra đi khi mang trên mình nỗi oan là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Em muốn rời đi ở trong tư thế ngẩng cao đầu. Chuyện em không làm thì có đánh chết, em cũng sẽ không nhận. Để đi đến quyết định này quả thật là một điều khó khăn với Lan. Cô biết việc mình rời khỏi đây chính là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người, nhưng mà cô không thể để bản thân mình làm chuyện khiến cho cha cô thất vọng là một thầy giáo giữa đường phải buông bảng đen phấn trắng vì miếng cơm manh áo gia đình từ khi các con còn nhỏ ông Bình vẫn luôn dạy dỗ hết sức nghiêm khắc nghèo nhưng không được hèn giỏi nhưng không được tự phụ quan trọng nhất là làm người chính trực và thẳng thắn Lan luôn tự trách mình là đã không đủ tỉnh táo để giữ gìn sự trong sạch của bản thân nhưng đó không phải là lý do để cô phải cam chịu gánh trên lưng tiếng xấu để đời như vậy cam chịu chính là cô đã trả đạp lên tự tôn của bản thân và sự kiêu ngạo của một người cha cho nên bằng bất cứ giá nào cô cũng phải rời đi trong tâm thế của một người trong sạch đương nhiên là được rồi nếu cần thiết chị sẽ in ra lịch sử trò chuyện của hai đứa mình vào cái ngày mà thằng khốn đó cưới vợ để làm rõ mốc thời gian nó lừa gạt cả hai người phụ nữ sống ba mươi mấy năm trên đời chị chưa từng thấy cái thằng nào vừa hèn vừa đê tiện giống như nó đừng để chị gặp nó gặp là chị sẽ cho nó biết tay còn cái con đàn bà độc ác kia nữa cùng là phụ nữ với nhau, cùng là phụ nữ với nhau, sao nó có thể đuổi cùng giết tận em như vậy chứ? Đối với câu hỏi này thì quả thật Lan cũng không thể trả lời, bởi vì bản thân cô cũng không thể hiểu rõ được. Trong khi mình đã lựa chọn vứt bỏ hết quá khứ, đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với cảnh, thì tại sao Hương lại không thể chừa cho mình một con đường sống? Sao cô ta cứ xen vào cuộc sống của Lan, khuấy đảo nó bằng mọi cách có thể như vậy? Vì đứa trẻ này sao? chẳng phải cô ta cũng đang mang thai theo lẽ thường thì đâu phải sợ sệt gì trước người tình cũ đã chia tay của chồng cuộc đời này có quá nhiều câu hỏi vì sao mỹ xuyên chọn một góc hành lang vắng nhìn trước nhìn sau không thấy ai mới rút điện thoại từ trong túi váy ra gọi vào một số máy quen thuộc tình hình của lan sao rồi cậu quan tâm như vậy sao không trở về tự mình chăm sóc cho cô ấy tôi cũng ngán làm mấy việc xứ giả hổ hoa như thế này lắm rồi không khéo trong công ty người ta đồn tôi đồng tính cũng nên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của huy thì thật ra bà là vậy mà có thích đàn ông đâu thằng khỉ kia cậu có lương tâm không hả có tin tôi cua luôn lan sau đó bao thầu lo cho mẹ con cô ấy luôn không lúc đó thì cậu ra chuồng gà mà đợi ok ok tôi xin lỗi chịu chưa bà chưa nói với tôi cô ấy sao rồi nhắc tới chuyện này mỹ xuyên liền cảm thấy cơn giận của mình như phừng phừng trở lại không được ổn lắm vô cùng không ổn sắp mất việc rồi kìa vợ chồng thằng hèn kia nộp đơn khiếu nại tới tận phòng giám đốc công ty muốn triệt đường sống của lan luôn kìa cậu của tôi đuổi việc lan à chưa cậu trung không nói gì nhưng mà à hồng nhan chi kỷ tự phong người yêu thầm bền bỉ mai anh của cậu thì ra sức tích cực rồi ngay lập tức thừa dịp sỉ nhục cô ấy tôi thấy mà ngứa mắt vô cùng cậu đúng là lạm nhan họa thủy bàn nãy khi lan vừa kể lại chuyện xảy ra thì ngay lập tức bị xuyên đã đoán ra nguyên nhân vì sao mai anh lại có thái độ như vậy với cô ấy cô ta ghen vì sự bao bọc và quan tâm quá mức mà huy dành cho lan người làm việc lâu năm trong công ty đều biết mai anh ra mặt theo đuổi huy từ rất lâu rồi nhưng ngặt nỗi anh vẫn bình chân như vậy tuy mai anh có chút thất vọng nhưng cô ta vẫn còn trông mong vào thời gian có thể giúp mình chinh phục người trong mỏng ấy vậy mà đến cuối cùng Huy lại lần đầu tiên nhờ vào mối quan hệ với giám đốc đưa một nhân viên nữ là Lan gia nhập công ty. Mặc dù với trình độ và khả năng của Lan, dù đi con đường chính quy vẫn có thể đàng hoàng vào đây, nhưng trong con mắt ghen tuông của Mai Anh, cô đã biến thành người đi cửa sau, mà người mở cửa lại là đối tượng cô ta điên cuồng theo đuổi từ lâu mà không được. Tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ sắp xếp công việc bên đây để trở về sớm. Trong thời gian này, đành nhờ bà vất vả thêm một chút trước mắt bà cứ nói cô ấy nộp đơn xin nghỉ việc rồi ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đi nhé mỹ xuyên đồng ý rồi cúp máy nhanh chóng vì sợ tên bạn thân của mình lại bắt đầu ca bài ca dặn dò chăm sóc y sỉ như cũ mấy tháng nay đã như một thời khóa biểu cố định mỗi ngày sau giờ làm việc cô đều dành chút thời gian để cập nhật tình hình của lan cho huy đây là việc mà người bạn thân thiết của cô khẩn khoản nhờ vạ trước khi cậu ta lên đường sang malaysia công tác Mặc dù từ trước đến giờ Huy chưa bao giờ mở miệng đề cập rõ ràng Nhưng Mỹ Xuyên biết Lan chính là đối tượng mà cậu ta luôn âm thầm theo đuổi Đối với người có tính cách thẳng thắn Và hào sảng như Mỹ Xuyên Cậu bạn này của cô thật là khó hiểu Cô vẫn không thể hiểu rõ được Vì sao cậu ta lại lựa chọn con đường cong queo này Để theo đuổi một cô gái như vậy Thích thì cứ việc nói thẳng Người ta từ chối thì hoặc là bỏ cuộc Hoặc là cố gắng nhiều hơn nữa Chứ cứ âm thầm bên em ngày tháng như vậy Thì ai mà biết Rốt cuộc cũng đành trơ mắt nhìn cô gái mình yêu thầm bị thằng sở khanh lửa gạt thê thảm như thế này. Có đáng không? Nghĩ là như vậy, nhưng Mỹ Xuyên cũng không dám sao nhãn nhiệm vụ được sao. Cất điện thoại xong, liền quay trở về phòng làm việc, trông non lan, vừa giám sát không cho Mai Anh, tới kiếm chuyện với cô ấy. Ây da, mong mỏi lớn nhất trong lòng cô bây giờ là cuộc sống bảo mẫu thế này sớm được kết thúc. Em làm vậy là có ý gì? Mấy bữa trước em quậy tôi một trận, Đòi tôi đưa điện thoại với mật khẩu tin nhắn các thứ Là để làm cái trò độc địa này hả Cảnh vừa mở cửa xông vào Vứt một bức thư lên giường ban nãy khi Cảnh vừa mở cửa đi làm Thì biêu tá tới gửi bưu phẩm cho vợ mình Bình thường thì anh ta cũng không chú ý lắm Vì biết vợ có đam mê mua hàng trên mạng Nhưng cái logo công ty Thăng Long này Gợi cho anh ta nhớ tới một người Vì vậy vội mở ra xem Tiêu đề là thư phúc đáp khiếu nại công ty rất lịch sự và khách khí thông báo với bà Nguyễn Hương rằng đã nhận được đơn tố cáo khiếu nại về trường hợp của cô Bùi Lan Ban giám đốc đã làm việc trực tiếp với cô Lan và hiện tại cô Lan không còn làm việc ở công ty Thăng Long nữa cho nên mọi vấn đề liên quan tới đời sống riêng tư của cô Lan công ty sẽ không can thiệp đến Bao nhiêu thông tin đó đủ để cảnh bàng hoàng nhận ra cô vợ quý hóa của mình đã làm ra chuyện bàn thiểu gì Hương đã dùng những tin nhắn và hình ảnh lấy từ chỗ của anh làm vũ khí dồn ép lan đến mức khiến cô ấy mất việc. Khoảng thời gian hai người bên nhau không ngắn nên cảnh cũng thừa hiểu gánh nặng kinh tế đang đè lên đôi vai Lan. Ông Bình, cha của Lan, khi xưa xin nghỉ công việc dạy học để về phát triển kinh tế gia đình. Nhà khi đó có hai lò nung gạch nên gia đình cũng coi như đủ sống. Nhưng từ khi mẹ Lan sinh ra em trai cô thì sức khỏe càng ngày càng suy sụp. Cộng thêm việc nghề làm gạch truyền thống không cạnh tranh được với các cơ sở hiện đại nên gia đình cô đành phải bỏ không lò. Cha cô ngoài việc lo vườn tược phải làm nghề trải lưới kiếm thêm thu nhập nuôi hai con và người vợ ốm yếu quanh năm. Sau này khi Lan có thể cáng đáng kinh tế phụ giúp cha mẹ việc học hành của em trai toàn phụ thuộc vào cô. Mất đi công việc ở Thăng Long người khốn khổ không chỉ có mình cô ấy mà là cả một gia đình biết bản thân là người hèn nhát khi phụ bạc lan cho nên cảnh thật lòng trông mong cuộc sống của cô ổn định chứ chưa hề nghĩ tới việc dồn ép cô thế này việc làm của hương khiến anh ta không thể chấp nhận nổi sao Xót hả em chưa làm gì tổn hại tới thân thể của người tình bé nhỏ của anh mà anh nỡ lòng nào hét thẳng vào mặt em như thế này rồi anh thương xót quyến luyến như vậy có phải thấy hối hận rồi không yêu thương nó như vậy thì còn hỏi cưới tôi Thậm chí ngủ với tôi trước ngày cưới để làm gì Hương quăng cái rũa móng tay vào mặt cảnh Thiếu chút nữa phi thẳng vào mắt của anh ta Và cũng xẹt trước một đường trên gò má Hương cũng có hơi sợ Nhưng cô ta nghĩ đến những tin nhắn ngọt ngào Và hình ảnh mặn nồng thấm thiết Giữa chồng và người yêu cũ Thì máu nóng bốc lên đỉnh đầu Không trả lời được phải không Anh đừng quên là cha của anh Năm lần bảy lượt qua hỏi cưới tôi cho anh Cũng đừng quên Cả nhà anh đã thể thốt những gì Vào cái hôm đám cưới Lúc tôi phát hiện sự việc Anh ở với người ta có bầu Các người đã hứa sẽ giải quyết êm đẹp vụ này Rằng chỉ có đứa con trong bụng tôi Mới có tư cách chào đời với địa vị đích tôn Hay là các người chỉ biết hứa hẹn cho qua chuyện Tôi nói cho mà biết Ngày nào nhiệt trùng trong bụng con nhỏ đó vẫn còn Thì anh đừng mong ngồi vào chiếc ghế Trong ban quản lý dự án Bác của tôi không rảnh hơi để mà nâng đỡ một thằng bất tài Ngay cả chuyện tình cảm cũng không dứt khoát được Nghe rõ chưa Cô Cô cái gì mà cô Tôi nói không đúng sao mà anh còn sừng sộ với tôi Muốn đánh tôi chứ gì Anh vì cái con hồ ly tinh kia mà muốn đánh vợ hả Anh đánh đi Đánh một cái đi Rồi coi cha con mấy người có phải tới nhà tôi lại lục van xin không Đánh đi Câu cuối cùng Được Hương gần như hét lên Dù sao cũng là con cưng từ nhỏ tới lớn Chưa từng phải chịu cảnh người khác nặng nhẹ Cảnh trở thành một người mang tự ái cao Lúc này anh ta bị những lời không kiểm soát của vợ Khiến cho nóng mặt rồi mất bình tĩnh vung tay lên tay chưa kịp đụng tới Thể hương đã né qua một bên sau đó kêu khóc om sòm. bớ làng xóm ơi chồng tôi đánh tôi trời ơi ông hai kính bà hai kính đâu ra coi thằng con vũ phu của các người nó hiếp đáp tôi nè bà liên đang nấu đồ ăn sáng trong bếp nghe tiếng ồn ào thể hớt hải chạy tới trong tay vẫn cầm theo chiếc muôi luống cuống không biết làm sao lúc nhìn thấy con trai vẫn giơ cao bàn tay trợn trừng mắt nhìn con dâu thể quýnh quáng lôi cành lại Mặc dù sót con Nhưng bà vẫn cầm chiếc môi quất cho con trai mấy phát Con làm gì vậy cảnh Con Hương nó đang có mang Sao con có thể ra tay đánh vợ Con chưa đánh nó Mà dù con có làm vậy cũng là đáng đời nó Mẹ có biết nó làm mình làm mẩy Đòi điện thoại với mật khẩu của con Để làm chuyện thất tức gì không Ai chọc tới nó Rõ ràng là chuyện của con với Lan đã kết thúc rồi Nó còn đuổi cùng giết tận người ta Nó là con quỷ chứ đâu phải con người Cảnh ngơ ngác nhìn bàn tay của mẹ không thể tin được là bà Liên có thể ra tay đánh mình như vậy Bà Liên nhìn con dâu Vẫn còn thu luôn một góc giường Nhìn hai mẹ con bà với vẻ căm phấn Thì càng tức cảnh hơn Nên đã chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng Mày im ngay Ở đâu cái thói bênh gái Về nhà hành hạ vợ con Chuyện con Hương làm là do mẹ đồng ý Là mẹ bảo nó làm Mày có ngon thì đánh cả mẹ mày đi cảnh Con ơi là con Mày cứ mềm lòng như vậy Hèn chi nó cứ bám mày không buông Mày không biết lo cho tương lai sự nghiệp của mày hà cánh. Nhìn thấy mẹ chồng đứng ra bênh vực mình, cơn phẫn uất của Hương cũng vơi đi một nửa. Cô ta đứng dậy sửa sang đầu tóc, sau đó kéo túi ra bắt đầu dọn đồ vào. Bà Liên luống cuống ngăn lại. "Nè con, gì vậy con? Để mẹ dạy lại nó, kêu nó xin lỗi con liền. Con đang bầu bì mà tính đi đâu?" "Tôi dọn về nhà anh tôi ở vài bữa, ở đây tôi thấy không thoải mái với gã chồng tối ngày mặt ổ mày chau." "Với lại mẹ nấu ăn tệ quá Món nào cũng mặt chát Nên tôi nuốt không trôi Nhà mấy người cứ lo giải quyết chuyện con Lan đi Bao giờ xong xuôi thì hãy mơ tới chuyện Con trai có chỗ làm ngon lành Tôi đâu phải hạng nghèo hèn Mà phải ở đây cho mấy người súng vào trà đạp Giọng điệu khinh thị của con dâu Khiến bà Liên sượng sùng Mãi một lúc lâu mới nặn ra một nụ cười như miếu À, à Vậy cũng được Con về bên đó ít ngày cho khuây khỏa Rồi mẹ nói thằng cảnh qua rước con về còn mang ít đồ như vậy có đủ dùng không? Đủ, nhà tôi thứ gì mà không có Mẹ khỏi cần lo Hương cũng không để ý tới nét mặt xa sầm của mẹ chồng Càng không để ý tới vẻ mặt hầm hầm của cảnh Cứ thế mà xách túi ra khỏi nhà Vừa ra khỏi cửa Cô ta lấy điện thoại gọi ngay Alo, anh đang làm gì đó Tới chỗ này giúp em liền Đi đâu? Em muốn đi chỗ nào là quyền của em Bọn họ có muốn hỏi cũng không có cửa Sau khi rời khỏi thăng long vốn lan muốn bắt đầu tìm chỗ làm mới ngay nhưng mỹ xuyên lại ra sức khuyên cô lên nghỉ một thời gian trước khi bắt đầu chặng đường mới chịu không nổi sự kiên trì của cô ấy lan quyết định làm một chuyến về thăm quê bởi vì cô nhầm tính nếu như lúc này không về thì có lẽ khó lòng giấu giếm cha mẹ khi mình sắp biến mất cả một năm trời để sinh con sự tồn tại của đứa trẻ này trước sau gì cha mẹ cô cũng phải được biết nhưng giờ phút này Lan vẫn chưa đủ dũng cảm để thú nhận mọi chuyện. Cô ghét là một kẻ hèn nhát, nhưng lại không dám mạo hiểm với tình hình sức khỏe của mẹ và sợ phải nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cha. Lan ngồi trước bến sông, nhìn về bờ ruộng bên kia, nhà của cảnh ở bên đó. Ngày xưa, hai bờ sông còn nhỏ hẹp, đứng bên bờ này vẫn có thể nhìn rõ những ngôi nhà ở xóm chợ bên kia sông. Bây giờ nước lở sông bồi, từ bên đây nhìn sang bên đó cảnh vật cũng nhạt nhòa như ảo ảnh cơn mưa chiều răng răng trên sông tiếng bìm bịp kêu náo ruột vang vọng dưới những hàng bần khiến tâm trạng cô càng trùng xuống lan nhìn về khoảng sông đục ngầu trước mặt cây rửa lão mặc dù trôi theo đất sạt lở vẫn kiên cường đưa phần thân trên giữa dòng nước băng băng sự kiên cường của nó khiến mọi người xung quanh đều tặc lưỡi thán phục nó là một cột mốc đánh dấu nơi đã từng là vườn trái cây sai oản của nhà cô. Sông bên lở bên bồi, cũng vì vậy mà khoảng đất con người có thể đặt chân ở đôi bờ ngày một xa thêm. Khoảng cách giữa lòng người cũng càng ngày càng xa tít tắp. Nước lớn rồi, ke cào nhỏ của cha cô cũng từ từ cập bến. Cha Lan từng là một thầy giáo dạy cấp 1 ở trường làng. Ông Bình cưới bà Hà khi tuổi đời hai người cũng coi như quá lứa lỡ thì ở cái xứ này. Dù nam chỉ mới 30, còn nữ chỉ 26. Lan cùng em trai ra đời, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến thầy giáo Bình phải đưa ra lựa chọn. Bàn tay cầm phấn cầm viết buộc phải buông xuống, thay vào đó là cuốc sẻng cho vợ con bớt khổ. Chỉ là sau bao nhiêu nhọc nhằn cũng chỉ làm bớt đi chứ không thể hết khổ. Bà Hà mẹ của Lan dù sức khỏe yếu cũng phải lăn vào cuộc mưu sinh đỡ đần cho chồng. Lắm khi nhà đứt bữa, bà về bên ngoài mượn tạm các em. Cực khổ là vậy, nhưng chị em Lan chưa bao giờ phải lo bị nghỉ học, bởi vì người cha của họ biết trí thức và sự giáo dục ở thời đại này quan trọng như thế nào. Ông Bình rũ những giọt nước mưa ướt đẫm trên chiếc áo mưa bạc phách, nở một nụ cười hiền từ. Mưa lạnh quá trời, ngồi đây chi vậy con? Lan hít sâu một hơi, nở nụ cười. Con chờ cha về, coi coi cha có trải được con tôm lột cho con không? Không có là con giận cha á. Bàn tay trắng xanh nhăn nheo vì ngập nước lạnh của ông vỗ lên đầu cô một cái bộp Cha mày, già đầu còn bày đạt nhõng nhẽo. Bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu khiến mắt Lan cay xè cô phụng phịu giả bộ kêu đau. Ôi cha, về nhà mà bị quánh hoài chắc còn đi nữa luôn à miệng lan thì nói như vậy nhưng tay thì đã đỡ nhanh chiếc thùng thiếc đựng cá của ông bình cúi nhìn mấy con tôm lột to bự chạng nằm trong đó cô lại bật cười xách đi trước ông bình có chiếc ghe nhỏ vào bến xuồng cẩn thận nhìn dáng con gái tất bật bưng thùng cá vào sàn trước không hiểu sao lại có cảm giác lạ là con bé lâu rồi không nhõng nhẽo cùng ông bây giờ cứ như nó muốn tìm được sự an ủi che chở vậy Thôi để tối rồi ông kêu mẹ nó hỏi khéo sau Vậy là Lan về đây cũng được gần một tuần Sau khi bàn giao mọi công việc cho công ty Cô vội thu dọn hành lý chuyển qua chỗ trọ mới Mặc dù rất tiếc những người hàng xóm thân thiện trong khu trọ Nhất là chị Hà Nhưng Lan buộc lòng phải rũ sạch mọi dấu vết của mình Tránh để vợ chồng cảnh làm phiền đến mình và con Cô không biết Chuyện mình lầm lỡ có thể giấu giếm cha mẹ bao lâu Nhưng hiện tại với cô việc bảo vệ cho đứa trẻ trong bụng chính là việc hệ trọng nhất. Ngày trở về quê, trước sự ngạc nhiên của cha mẹ, Lan đã nói dối rằng đây là kỳ nghỉ phép năm của mình. Sau kỳ nghỉ, cô phải đi công tác 2 năm ở nước ngoài. Trước nay đối với vợ chồng ông Bình, Lan luôn là đứa trẻ thật thà, ngoan ngoán, chưa bao giờ biết nói dối. Vì vậy, hai ông bà tin lời cô ngay tắp lự. Xót con mình thân gái, sắp phải buôn ba cực khổ nơi xứ người ông bình còn hối thúc vợ mỗi ngày làm nhiều món ngon để tạm bổ cho lan khi thấy vẻ xanh xao của con gái giống như lúc này bàn cơm chỉ có ba người nhưng thức ăn rất phong phú hôm nay ông bình ra vườn hái một mớ rau muống với bông xo đũa vào nấu canh chua cá mấy con tôm lột bắt được sau chuyến ghe chiều thì được kho tàu đỏ ao rất bắt mắt kèm theo đó là đĩa khô lòng to rang vàng ươm đây là những món ăn yêu thích của lan mỗi khi về quê lần nào cha mẹ cô đều không thể thiếu. gấp một khúc cá lớn đặt vào chén con gái, ông bình ôn tồn nói: ăn đi con, cá chép có trứng, ngon lắm. đây là món yêu thích của lan. dưới ao nhà nuôi rất nhiều cá chép, lần nào cha cũng đợi cô về mới bắt cá, còn chọn lựa rất kỹ càng. bình thường đây là món khoái khẩu, nhưng vào lúc này, khi lan nhìn thấy khúc cá chép đầy áp trong chén của mình, cô vẫn thấy buồn nôn. Cô nén cảm giác khó chịu Cô vẫn cố đưa miếng cá nhỏ xíu vào miệng Chưa kịp nhai miếng cá Lan đã phải vội buông đũa Ní nhí nói muốn đi vệ sinh Vợ chồng ông Bình nhìn vào dáng vẻ vội vã của con gái Trong lòng đều có dự cảm không tốt Nhất là bà Hà Là một bà mẹ đã từng thay ngén hai lần Nhìn điệu bộ và phản ứng gần đây của con gái Khiến bà không thể không liên tưởng tới chuyện đó Nhưng mà Lan của ông bà ngoan ngoãn hiền lành như vậy nó sẽ không bao giờ khiến cha mẹ thất vọng Nhưng lỡ như Lỡ như thì phải làm sao Ông Bình run run Đặt chén cơm xuống bàn Rồi thử ra vài giây Rồi lặng lẽ kéo tô canh cá về phía mình Cũng sớt phần cá trong chén lan Qua chén của vợ Bà vợ ông hiểu ý Cũng xê dịch mấy món rau xanh còn lại Về phía chỗ con gái Lúc Lan trở lại bàn ăn Nhìn thấy đồ ăn bày biển trên bàn thay đổi vị trí Thì lặng người Cô nhìn về phía cha mẹ chỉ thấy hai người vẫn đang dùng bữa rất bình thường Cha Cá Thật ra con Ờ Hồi chiều mẹ con lần thần Quên nêm muối rồi Canh không ngon Thôi con đừng ăn Ông Bình cắt ngang lời Lan thản nhiên nói Sau đó ông quay qua bà vợ Đang cúi đầu gỡ xương cá bên cạnh Cười nhẹ trêu chọc bà Chẳng qua là quên nêm muối mà thôi Tôi cũng đâu có chê trách gì bà Thôi nín đi không thôi con gái lại tưởng tôi ăn hiếp bà nữa bà hà chớp chớp đôi mắt đỏ hoe gượng cười với lan nãy mẹ nấu cơm trễ sợ hai cha con đói lên quên mai mẹ làm gà kho gừng cho con ăn bù được không con thôi ăn cơm lẹ lẹ rồi đi ngủ trời mưa mau tối nên mẹ buồn ngủ sớm lắm lan nhìn khuôn mặt gầy gò vì bệnh tật quanh năm của mẹ lời muốn nói cứ nghẹn ứ trong cổ cô cúi đầu và cơm tiện thể che giấu đôi mắt mờ hơi xương của mình bữa cơm kết thúc nhanh trong lặng lẽ trời ngớt mưa cũng là lúc vạn vật bắt đầu chìm vào màn đêm đen đặc lan nằm trong buồng nghe tiếng ho khan đè nén của mẹ vang lên đến tận khuya trong không khí thoang thoảng mùi khói thuốc đã rất lâu cha cô chưa đụng đến nó trừ khi nào có phiền muộn chăn trở lần trước là quyết định cho cô đi du học vậy còn lần này là vì cái gì tim lan siết chặt đau đớn cô đã lờ mờ xác định bí mật mình muốn che giấu đã chẳng còn là bí mật mà vì thương con nên dù có thất vọng và vô vàn thắc mắc cha mẹ cô vẫn lựa chọn tin tưởng và chờ đợi đến khi cô sẵn sàng để nói ra chẳng thà cha mẹ quát tháo thậm chí đánh đuổi cũng không khiến cho lan cảm thấy đau đớn và tội lỗi như lúc này là cô nhẹ dạ cả tin đã khiến cho hy vọng và niềm tự hào của hai đấng sinh thành tan thành bọt nước mà còn có khả năng chịu sự chế giễu của xóm giềng nếu như cô vẫn cố chấp muốn sinh con ra liệu có còn cơ hội trở lại ngôi nhà này không sáng hôm sau trong khi lan vẫn còn đang suy nghĩ phải giải thích chuyện này với cha mẹ thế nào thì đã phải đón một vị khách không mong đợi từ sáng sớm ông bình đã gõ cửa phòng nói phải đưa mẹ lan qua chợ khám bệnh lấy thuốc Phổi của mẹ cô vốn yếu bao nhiêu năm nay Tối hôm qua ho suốt đêm Chắc là vì chớm bệnh Lan muốn đi theo để chăm sóc mẹ Nhưng cha cô nặng nặc Bắt cô phải ở lại giữ nhà Ông nói bệnh của bà là bệnh cũ Chỉ cần đến bác sĩ quen Lấy thuốc sẽ không có vấn đề gì Một mình ông có thể lo cho vợ Vì đã tích góp kinh nghiệm bao nhiêu năm nay Lan nhìn cha quen đường quen nẻo Sửa soạn đồ đạc mang theo Chỉ kịp phụ giúp cha đỡ mẹ xuống ghe rồi đứng nhìn tới khi chiếc ghe mất hút ngoài xa cô không biết lựa chọn của mình có phải là đúng đắn hay không khi vì muốn bảo vệ con của mình mà có thể đã gây ra tổn thương cho những người sinh dưỡng nên mình ông trời dường như rất thích trêu đùa cô đúng vào lúc lan hoang mang mất phương hướng thế này cô lại còn phải tiếp đón một người khách không mời mà tới một tháng không gặp đối với lan người đàn ông này hiện tại giống như một cơn bệnh dịch anh ta khơi dậy vô vàn cảm xúc chán ghét trong cô Mang tới cho cô sự bất bình Lẫn phẫn uất. Anh tới đây làm gì Là vì lần trước tới gặp tôi Diễn trò níu kéo vẫn chưa tạo ra đủ bằng chứng cho vợ anh vu khống tôi hay sao Chuyện đê tiện như vậy Mà anh còn định làm lại lần nữa Anh thật là khốn nạn đó Cả nhà Cảnh cũng đoán được Lần này Lan sẽ chẳng còn ôn tồn bình thản khi gặp lại mình Nhưng chuyện cô nói hủy tuyệt ra mưu đồ lần trước của vợ chồng anh ta cũng khiến cảnh xấu hổ không thể trốn. Về sau anh ta mới biết việc lần đó Hương đã thuê người lén theo dõi và chụp ảnh từ miệng mẹ ruột. Tuy bản thân không chủ động tham gia vào âm mưu thâm độc kia, nhưng sự thật là anh ta đã vô tình tiết tay cho mẹ và vợ mình hủy hoại sự nghiệp của Lan. Anh ta cũng là người có tội. Anh thay mặt cô ấy xin lỗi em, là Hương cạn nghĩ mới làm ra chuyện tệ hại như vậy. Nếu như em cần giải thích anh có thể cùng em tới công ty giải thích khỏi cần anh biết không anh cảnh mong mỏi duy nhất của tôi lúc này là các người biến mất khỏi cuộc đời của tôi cho tôi bình yên vợ anh đã không thích anh tiếp xúc với tôi hà cớ gì anh cứ phải ngoan cố như vậy chứ anh biết mình tồi tệ anh cũng không trông mong em tha thứ lỗi lầm nhưng anh không chịu được khi thấy em khổ lan em đừng để ý nghĩ trả đùa anh khiến mình làm ra quyết định sai lầm ảnh hưởng tới tương lai của em Ngày nào em còn giữ lại cái thai Vợ anh Không biết cô ấy có thể làm ra chuyện ác độc gì nữa Anh ta trồm tới Nằm lấy tay Lan Dùng vẻ mặt tự cho là thâm tình nhất Nhỏ giọng dụ dỗ Bỏ nó đi Bây giờ vẫn còn kịp Em còn trẻ Còn cơ hội Cơn giận cùng sự ghê tởm trong Lan bùng lên tới mức cùng cực Giờ phút này Cô muốn xé nát cái miệng đang thầm thì những lời bạc ác kia Rất muốn Rất muốn Thế nhưng không đợi tới lúc lan ra tay Thì có người đã thay cô làm chuyện đó Khoảnh khắc đôi tay được tự do Cũng là lúc cô nhìn thấy cảnh ngã gục xuống đất Sau đó Bị dựng dậy bởi một đôi tay rắn chắc Quay lưng về phía cô Huy nắm chặt lấy cổ áo anh ta Gần từng tiếng Vẫn nhớ lời của tao nói chứ Tao mang nắm đấm tới cả mày đây rồi Tận hưởng đi thằng khốn Cảnh khó thở trợn trừng mắt sợ hãi nhìn gương mặt lạnh lùng và đôi mắt ngập tràn sát khí của Huy. Chỉ có thể đưa người nhìn nắm tay rắn chắc và chạm quay hàm của mình. Cảnh chỉ cảm thấy cơn choáng váng đang ập đến cuồn cuộn. Anh ta cảm nhận được nắm đấm của Huy đang thăm hỏi nhiệt tình từ một bên mặt mình, sau đó là cả hai bên. xương hàm anh ta như muốn vỡ ra, những chiếc răng bập vào bên trong miệng khiến anh ta đau rát không kẻ xiết. Cảnh biết mình nên phản kháng nên vùng dậy tránh khỏi bàn tay như gọng kìm của Huy. Nhưng vào lúc này, anh ta đang ở thế yếu, chỉ đành đưa củi trò cùng cánh tay lên che chắn những cú đấm đang rơi xuống. Thế nhưng tỷ lệ thành công của việc chắn đòn trong vô vọng này quả thực là rất thấp. Chưa đầy một phút sau, máu đã bắt đầu dì ra bên khóe môi của cảnh. Huy cũng dừng lại trận mưa đòn của mình, sốc anh ta lên. Mày yếu ớt như vậy sao? Chỉ có nhiêu đây mà không thể chịu nổi rồi. Uổng công tao nửa năm nay Tuần nào cũng đi vào phòng tập gym Tập đấm bốc đủ kiểu Nếu biết mày chỉ là một thằng ba hoa ẻo lạ như vậy Thì không cần phải làm gì Cũng dư sức cho mày một trận nên thân Sự thật thì cảnh cũng không phải yếu đuối như lời Huy nói Dầu gì anh ta cũng là dân xây dựng Ngày ngày buôn ba bên ngoài công trình nắng gió Sức khỏe cũng không thể nói là tệ Dẫn đến thể lực cũng được chui rèn rất nhiều Nhưng Huy thắng anh ta Ở yếu tố bất ngờ có lẽ cảnh làm thế nào cũng không thể nghĩ tới được. Người đàn ông tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời của Lan và anh ta lại đột ngột xuất hiện ở đây, tại căn nhà của cô ấy vào lúc này. Mày còn nhớ rõ, lần đầu tiên cũng là lần cuối hai chúng ta gặp nhau chứ. Tao đã nói gì với mày? Nếu như mày cả gan làm cô ấy rơi một giọt nước mắt, tao sẽ khiến mày đổ máu gấp trăm lần. Hơn 30 năm cuộc đời của Đỗ Quang Huy này đều là nói được, làm được. Buông, Mày điên rồi Mày khốn Chàng trời rùa của cảnh bị cắt đứt Bởi một cơn đau điếng Huy đã khiến anh ta ngã xuống Sau khi dùng nắm đấm Đẩy bay một chiếc răng trong miệng anh ta Cảnh hang tiết Vùng lên tóm lấy tay Huy Hai người đàn ông lao vào cuộc chiến sát lá cà Lần lượt ra đòn quyết liệt Hướng về phía đối phương Đến lúc này Lan mới có thể hoàn hồn Nhưng cô không thể làm gì khác hơn Ngoài việc đứng bên cạnh Lớn tiếng ngăn cản đừng mà ngừng lại anh huy ngừng lại hai người làm cái gì vậy hả tiếng kêu thất thanh của lan thành công khiến huy chú ý động tác của anh chậm lại và cũng vì bị phân tâm mà anh đã hứng chọn một cú đấm như sấm sét của cảnh huy đưa tay xoa vùng quay hàm nhìn cảnh đang gườm gườm nói với lan em tránh qua một bên đi đừng có đứng ở chỗ này lỡ chẳng may bị đánh trúng thì không hay Huy nói xong thì cũng mặc cho Lan bối rối lùi lại đứng bên cạnh tiếp tục lao vào trả đủ cho cảnh hai người đàn ông đang say máu hơn thua đâu có dễ dàng vì một lời nói của Lan mà bỏ cuộc trái lại sự chứng kiến của cô lại càng khiến cho tính háo thắng trong con người họ bùng phát dữ dội hơn mà thôi cảnh anh đang làm cái trò gì vậy anh dừng tay lại cho tôi tiếng hét the thé của một người phụ nữ thành công khiến cho hai người đàn ông khựng lại nhất là cảnh. Anh ta bối rối xô huy ra, rồi đứng lại một bên, nhìn anh gầm gườm. Mặt hương tái đi vì giận, cô ta xông vào, chen giữa hai người đàn ông, kéo lấy cảnh lôi qua một bên. Thoạt nhìn là một trận đánh nhau giữa hai người đàn ông đang ở thế rất khó phân định thắng thua. Nhưng bây giờ tách ra thì có thể dễ dàng nhìn rõ ai đang chiếm phần ưu thế. So với vẻ tả tơi nhét nhác cùng với gương mặt bầm dập của cảnh, thì vẻ ngoài chỉ hơi sọc sạch của Huy đúng là sự tương phản và cũng là câu trả lời rõ ràng nhất. Hương vô cùng chán ghét và tức giận vì sự vô dụng của chồng mình. Cô ta lúc nào cũng nhắc nhở mình rằng trước mặt Lan không được tỏ ra yếu thế. Vì vậy, chỉ có thể né lại cơn tức, dìu cảnh đứng dậy. Lan cũng tiến tới để quan sát tình hình của Huy. Tuy trong mắt là trách móc, nhưng cô cũng không kìm được sự xót xa. Cảnh nhìn thấy thái độ đó thì tự ái dâng cao nên vẫn còn muốn ăn thua với Huy. Anh ta gạt tay, xô hương ra, muốn tiếp tục cuộc chiến. Cô tránh ra, tôi phải cho thằng này biết tay. Hương bị xô đẩy, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống đất. May mà được một người đàn ông đỡ kịp. Cảnh vừa nhìn thấy người tới đã giật mình, sự hung hăng cũng bay mất. Anh, anh hai, sao anh cũng ở đây? Đó là một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Tác phòng vừa nhìn đã biết là người tầng trải anh ta đỡ hương đứng vững lại sau đó nhìn về phía cảnh nghiêm nghị trách cứ không đến đây thì làm sao tôi có thể tin những điều em gái tôi nói đều là sự thật nó về nhà khóc lóc nói cậu bỏ bê nó vì một người phụ nữ khác tôi còn không tin tưởng rằng nó giờ thói tiểu thư giận dỗi ai mà ngờ được cậu thật sự tìm tới tận nhà người ta để níu kéo cảnh à cậu khiến tôi thất vọng quá cậu thấy mình có xứng đáng với tình cảm của em gái tôi không gương mặt của cảnh sám ngoét lại. Người anh vợ tên Trung Trực này là một nhân viên nhà nước. Đầu năm nay đã được điều chuyển về làm cán bộ nguồn ở huyện. Tương lai có thể lên cao đến đâu, ai cũng đều biết rõ. Ở anh ta toát ra khí thế của một người làm quan, khiến cho cảnh và cả cha mẹ anh ta thật sự rất e dè. Anh vợ cùng quyền thế của người bác vợ đang là giám đốc sở nội vụ tỉnh chính là nguyên nhân lớn khiến cho cảnh có thể dễ dàng xuôi theo những lời lung lạc của cha mẹ mà chấp nhận cưới hương cũng chính vì vậy mà chuyện lan có thai đã được cảnh giấu kín tiệt không cho người anh vợ này biết mà để làm như vậy anh ta cùng mẹ đã phải thể thốt đủ điều hương mới chấp nhận giữ gìn bí mật này bây giờ cảnh không biết liệu rằng hương có kể những gì cho trực hay không nhưng trước mắt chuyện anh ta tìm tới muốn dụ lan bỏ thai là chuyện không thể nói ra vì vậy anh ta đành cắn răng chấp nhận để trực nghĩ rằng anh ta vẫn còn vương vấn lan. Mặc dù rất tức tối trước hành động lần này của cảnh, nhưng đứng trước mặt anh hai, Hương vẫn muốn giữ gìn mặt mũi cho chồng mình. Vì thế, cô ta nhanh chóng chuyển mũi diều về phía lan. Anh hai, anh đừng trách anh cảnh, là do con ả kia dụ dỗ cứ muốn níu kéo anh ấy mà thôi. ỉ có anh trai ở một bên làm chỗ rửa, vừa nói xong, Hương liền sấn tới muốn ra tay tát lan để lấy uy nhưng mà bàn tay cô ta chưa kịp đụng tới thì đã bị huy giữ lại anh lạnh lùng nhìn cô ta có tôi ở chỗ này cô đừng có mà làm phách thách cô đụng vào một cọng lông tay của cô ấy đó tôi sẽ bất chấp chuyện cô có phải là phụ nữ có thai hay không cũng sẽ khiến cho cô trả đủ cô cứ nhìn tấm gương thằng chồng vô dụng của mình thì biết hương vùng vằng muốn giật bàn tay của mình ra khỏi cái giết tay của huy nhưng dù cô ta có làm cách nào cũng không thể thắng được Sức lực của một người đàn ông đang giận dữ Nhìn thấy chồng vẫn đứng sớ rớ bên cạnh Bà không có động thái giúp đỡ Cô ta lại càng hận Anh hai, anh cảnh Bộ hai người mù hả Không thấy thằng hốn này Nó đang ăn hiếp em hay sao Hai người có còn là đàn ông nữa hay không Buông ra, buông ra Tao nói cho mày biết Mày chờ đi, anh hai tao sẽ không để yên cho mày đâu Mày có biết nhà tao là nhà nào Ở đất này không đây chính là thói quen của hương mỗi khi rơi vào cảnh thế yếu mỗi lúc như vậy cô ta thường đem ra thế của mình ra để dọa nạt người khác mà đa phần đều có hiệu quả cho nên lần này cô ta cũng dự định tung chiêu cũ nào biết huy chỉ cười khẩy chẳng những không buông tha càng siết chặt nắm tay hơn hương đau tới chảy nước mắt vậy đó hả ôi tôi sợ quá mà tôi có tật hết sợ thì lại càng không khống chế được tay mình Bây giờ không khống chế nổi nữa rồi Biết làm sao đây Hương đau đến mức tái mặt bật khóc Huy cúi xuống nhìn vào mặt cô ta Giọng nói rét lạnh Đau lắm hả Bấy nhiêu đây so sánh được với những trò độc ác Mà cô đã gây ra với Lan Tôi cũng tò mò muốn biết Người anh trai quyền thế này của cô Có biết được hành vi bị ổi này của cô không Cô giáo Hương Anh, anh biết Biết tên tôi Huy hử khẽ Xít qua kẽ răng Không những biết cô là ai Mà còn biết cô chỉ là đứa con được nhận nuôi Và là em gái nuôi của anh trai cô thôi Cô đoán xem Tôi còn biết được những gì nữa Mặt hương tái nhợt Không còn chút máu Cô ta chừng mắt không thể tin nhìn về phía Huy Cứ giống như nhìn thấy Diêm Vương Ở địa ngục vậy Người đàn ông tên Trực Đúng lúc giải vây cho Hương Kéo cô ta về phía sau Hương, em không được làm bậy Thủy thấy rốt cuộc anh ta cũng xen vào vì vậy anh tiện đà vung tay đẩy hương ra sau đó anh từ tốn lấy một chiếc khăn từ trong túi quần ra lần lượt lau từng ngón tay và kẽ tay của mình cuối cùng là vứt nó trên đất hành động này chẳng khác nào trắng trợn ám chỉ cô ta dơ bẩn hương nhìn chiếc khăn trắng tinh nằm tròng trơ trên đất cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng như vừa nhận được một cái tát người đàn ông này anh ta biết cái bí mật tay trời kia rồi sao? Hương cảm thấy một trận run rẩy khiến cho đôi chân mình không còn đứng vững nữa. May mà cảnh ở một bên kịp thời đỡ lấy cô ta. Cô ta nhìn về phía Huy, mất máy máy vẫn không thành lời. Bên kia trực tiến tới bắt tay Huy, lịch sự cáo từ ra về. Cái nhìn cùng nụ cười mỉm như hiểu rõ mọi chuyện của Huy khiến cho trực có đôi chút hoang mang. Nhưng anh ta cũng không để ý gì mấy Đến gã đàn ông xa lạ này Chỉ muốn mau chóng giải quyết phiền phức Mà em gái và em rẻ mình gây ra Ở đây càng sớm càng tốt Thành thật xin lỗi anh và cô đây Về nhà tôi sẽ bảo ban hai đứa chúng nó đàng hoàng Nhất định sẽ không gây phiền phức gì đến cho gia đình nữa Chào anh tôi về Anh đã nói vậy Thì tôi cũng không chi cứu thêm nữa làm gì Anh trước đây quả là một người anh tốt Yêu thương em gái hết mực Ây da, Tôi rất là ngưỡng mộ Vừa nói anh vừa liếc về phía Hương Thích thú khi nhìn thấy cô ta co rúm lại vì sợ hãi Đáng đời à đàn bà xấu xa Huy đứng yên Nhìn ba kẻ không mời mà đến kia Xìu dắt nhau rời khỏi cổng nhà Lan Anh biết chuyện hôm nay với bọn người kia Nên kết thúc tại đây Bởi vì anh có nhiều việc hệ trọng hơn phải làm Huy thở dài Rồi cười khổ Trước hết là phải nghĩ làm sao để trả lời hết phần chất vấn sắp tới của cô gái vẫn im lặng đứng sau lưng anh nãy giờ. Trực đưa hai vợ chồng Hương về trước cửa nhà mình xong liền vội vã quay trở lại cơ quan. Hôm nay anh ta vốn có một cuộc họp quan trọng vào buổi chiều. Nhưng vào lúc 9 giờ sáng vợ anh ta ở nhà gọi điện hối thúc anh ta trở về. Nói là Hương đang dở trứng, gào khóc ỉ ôi muốn anh hai về đứng ra làm chủ cho mình. Chịu không nổi sự cằn nhằn của vợ trực liền lái ô tô về nhà sau đó mới rõ ràng nguyên nhân thì ra mọi chuyện đều bắt đầu từ chuyện vợ chồng Hương giận dỗi vì anh ta có người con gái khác ở bên ngoài Hương vì vậy mà giận dữ gom đồ về nhà ở đã gần một tháng nay mặc dù luôn miệng nói sẽ không tha thứ cho cảnh nhưng trực nhận ra em gái vẫn luôn trông ngóng anh ta chịu hạ thấp mình tới nhà năn nỉ rồi rước mình về nhưng cô ta chờ tới chờ lui cũng không được vì vậy lúc này đã bắt đầu nóng ngóng ấy vậy mà hôm nay hương lại nhận được tin rằng chồng của cô ta đã thuê một chiếc đò để đi sang bên củ lao sự là đi gặp bồ nhí chuyện hương trở về nhà sống sau khi mới vừa lấy chồng đã khiến trực cảm thấy phiền phức và sợ điều tiếng với hàng xóm vì vậy anh ta cũng muốn mau chóng giải quyết chuyện của vợ chồng em gái cho nên trực đã đồng ý đi cùng hương qua bên này gặp cảnh và cô gái kia sau khi tìm hiểu rõ về lai lịch nhà Lan Anh ta vốn định dùng quyền lực Để đe dọa, uy hiếp cô Cùng lúc giàn mặt em rẻ Thế nhưng trực không nghĩ tới Lại đụng phải cây đinh cứng là Huy Dù trong lòng khó chịu trước vẻ thản nhiên Xem thường của anh Thì cũng chỉ có thể cúp đuôi đi về Biết người biết ta Chẳng trận chẳng thắng Trực đi rồi chỉ còn lại vợ chồng Cảnh và Hương Ở trong phòng bốn mắt nhìn nhau Anh trai vừa khuất giảng cô ta liền thu lại vẻ khép nép yếu ớt bàn nãy và bắt đầu giở thói chỉ chiết chồng hương chồng tới trước mặt cảnh nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng đã dáng cho anh ta một cái tát đau điếng khốn nạn tôi đã mong rằng chuyện mình được thông báo không phải là sự thật mà ai ngờ anh lại không có liêm sỉ tới mức chạy qua bên đó níu kéo cô ta vừa nói hương vừa giơ tay muốn tiếp tục bồi thêm một cái tát nữa nhưng giữa đường đã bị cảnh chặn lại mắt anh ta đỏ vằn lên cực kỳ tức giận cô có thôi đi không đúng là loại đàn bà ghen tuông mù quáng thế bây giờ tôi đến tìm lan là đang níu kéo hả đừng có nói chuyện mà không biết suy nghĩ không phải là tôi đang làm theo lời cô đi qua bên đó dỗ ngọt cô ta bỏ đi cái thai đó hay sao nếu cô ghen tuông mù quáng như vậy thì cô tự làm đi gương mặt cảnh đang bắt đầu sương vù và vẫn còn đau đớn sau trận đòn ban nãy của huy giờ phải gánh chịu cái tát hết sức lực này của hương khiến anh ta muốn nổ đom đó mắt. Bởi vậy cho nên giờ phút này cảnh cũng chẳng còn thiết tha dỗ ngọt hay yêu chiều gì cô vợ kiêu căng này của mình. Thứ đàn bà được nước làm tới, cô ta muốn ly dị thì ly dị đi. Để coi Hương ôm cái bụng bầu như vậy thì có còn chút giá nào không mà lên mặt với anh ta. Hương vốn là người cậy mạnh lẫn yếu, giờ phút này thấy cảnh gắt gặp với mình thì cũng biết rằng mình đã có thái độ quá đáng với chồng cô ta cắn môi chớp chớp đôi mắt nặn ra mấy giọt nước mắt tủi thân nhìn về phía anh ta sao anh có thể lớn tiếng với em như vậy em làm tất cả chỉ vì em yêu anh em muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình em có sai hay không anh bỏ mặc mẹ con em cả tháng nay không thèm đói hoài tới em ra sao con ra sao cũng không quan tâm thử hỏi có người đàn bà nào không suy nghĩ nhiều mà không ghen tuông kia chứ phải nói nước mắt của đàn bà là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại cảnh có thể sừng sổ có thể chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của hương mỗi khi cô ta giở cái thói tiểu thư đồng đành kèm hung dữ của mình nhưng mà mỗi khi cô ta tỏ ra yếu đuối khóc lóc trước mặt thì cái bản năng muốn che chở đàn ông của anh ta lại trỗi dậy đâu phải khi không mà hương có thể bắt được cảnh lên giường với mình trong khi anh ta vẫn còn đang yêu thương mặn nồng với lan đó là bởi vì cô ta biết khéo léo sử dụng những lợi thế của một người phụ nữ và giỏi nắm bắt tâm lý của đàn ông. Vì thế cho nên, khi Hương bắt đầu giờ chiêu này, quả nhiên cơn giận phương phừng của cảnh đã bắt đầu xẹp xuống. Tuy vẫn còn khó chịu, nhưng giọng của anh ta đã bắt đầu mềm mỏng hơn. Anh đã nói với em thế nào? Một khi anh đã hứa, thì anh chắc chắn sẽ làm hết sức để làm cho em vừa lòng vừa ý. Nhưng mà bà xã à, tính em nóng vội quá. Em một hai ép anh phải làm theo yêu cầu của em liền, vậy thì làm sao anh có thể làm được? Lan không phải là một cô gái quê mùa khờ khạo rốt nát, cô ấy là người được ăn học và có dư khả năng tự nuôi sống hai mẹ con cô ấy. Bây giờ anh bắt buộc phải mềm mỏng với cô ấy để từ từ mà khuyên. Nhưng mà, nhưng mà tính tới ngày hôm nay thì cái bào thai trong bụng cô ta đã quá lớn, cô ta sẽ chẳng còn nghe lời anh nữa đâu. Vẫn còn cơ hội. Anh nói sao? Cảnh ôm lấy Hương vào lòng, nhẹ giọng nói. Anh nói vẫn còn cơ hội, quan trọng là em có chịu phối hợp với anh hay không? Thái độ mềm mỏng này của anh ta bắt đầu chấn an những lăn tăn trong lòng của Hương. Cô ta thuận thế, nép vào lòng cảnh, ôm lấy anh ta thỏ thẻ. Em nghe lời anh, anh nói đi. Thấy Hương có vẻ siêu lòng, trong ánh mắt của cảnh cũng ánh lên một tiêm mừng thầm. Thế là giọng anh ta càng dịu dàng hơn, thủ thị bên tay cô ta trước mắt ai cũng đều biết em và anh gây gổ nhau tới mức em phải dọn về nhà mẹ ở bởi vậy cho nên anh nghĩ hương à tạm thời em cứ ở nhà của anh trực đi thứ nhất em sẽ được người nhà chăm sóc cẩn thận trong giai đoạn bầu bì quan trọng này thứ hai là để cho lan nghĩ rằng giữa vợ chồng mình có mâu thuẫn lớn xét tưởng là vẫn còn cơ hội quay lại với anh sau đó anh sẽ từ từ khuyên giải cô ta nói với cô ta rằng chỉ cần từ bỏ đứa bé kia thì anh có thể thuyết phục mẹ chấp nhận cô ta. Làm si mê anh như vậy thì sợ gì không nghe lời anh đâu. Áp mặt vào lòng chồng nghe anh ta thủ thỉ âm mưu khiến cho người yêu cũ từ bỏ giòn máu ruột già của mình. Hương đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ngay cả đứa con ruột thịt mà cảnh cũng có thể nhẫn tâm tìm mọi cách từ bỏ vì vinh hoa phú quý như vậy thì liệu với một đứa trẻ khác anh sẽ có được mấy phần thương yêu? thế nhưng hương cũng nhận ra rằng trước mắt mình không còn đường để lui nữa nhà anh trai tuy thoải mái và quen thuộc nhưng vẫn còn chị dâu sống sờ sờ ngay bên cạnh cô ta không muốn mạo hiểm để cái bí mật mình muốn che giấu bị bại lộ vào lúc này cách tốt nhất là nghe theo sự sắp đặt của cảnh để mưu cầu một tương lai tốt đẹp hơn cái tương lai mù mịt mà cô ta từng mơ ước thế là hương rừng dưng, dưng nước mắt gật đầu ngọt ngào nói với cảnh em em đồng ý nhưng mà anh phải hứa với em là không được gạt em mỗi khi đi gặp cô ta anh đều phải báo cáo với em rõ ràng cũng không được có những cử chỉ thân mật quá đáng với cô ta nữa nếu không em không tha cho anh đâu anh biết rồi bà xã à bây giờ trong lòng anh chỉ có mình em lựa chọn của anh luôn luôn là em em không thấy sao bây giờ điều quan trọng nhất là em hỏi dò anh trực coi cái vị trí kia có còn chừa cho anh hay không mình phải xúc tiến mau mới được Điều đó ngon lành như vậy Bao nhiêu người dòm ngó Em cũng muốn tương lai của vợ chồng mình với con tốt đẹp hơn mà Đúng không? Cảnh đặt một nụ hôn nhẹ lên chán hương Hài lòng khi nghe cô ta thở thẻ Em biết rồi Để tối anh hay về em nói liền Anh chịu chưa? Chịu, bà xã của anh ngoan quá Bảo sao anh không yêu em cho được Nói xong Anh ta cúi xuống ôm xiết lấy hương Rồi hôn cô ta một cách nồng nhiệt ở phòng đối diện Quỳnh vợ của Trực đưa tay che lỗ tai đứa con gái mới tròn 4 tuổi của mình mặt đỏ bừng chét miệng bực bội. Cô em chồng này của cô tuy là nghề nghiệp thanh cao vẻ ngoài cũng khá là ngoan hiền nhưng thật ra hành vi thì lại cực kỳ ba chấm. Trước khi làm vợ cảnh cô ta cũng đã nhiều lần rủ bạn trai về nhà và cũng diễn cái trò tương tự như thế này. Quỳnh từng muốn cảnh báo cho chồng để uốn nắn lại em gái nhưng hương lại trực tiếp đe dọa cô không được bép xép bản tính quỳnh vốn mềm yếu mà cô lại biết được trực là một người anh trai cực kỳ bao che cho khuyết điểm của em gái lựa chọn giữa việc nhắm mắt làm ngơ và cảnh gia đình xào xáo khi chồng cho rằng mình bịa đặt quỳnh đã lựa chọn im lặng không kể thật với chồng chuyện đó khiến hương đắc ý cực kỳ suốt một thời gian dài tái diễn chuyện này rồi hương cũng đi lấy chồng người chị dâu như quỳnh thật sự thấy nhẹ nhõm rất nhiều cũng thật tâm mong rằng cô ta sẽ tu tình và kiềm chế lại tính chơi bời gió trăng chẳng ngờ ngày vui ngắn chẳng tay gan cả em chồng chưa được một tháng đã thấy hương gây gổ với chồng rồi cuốn đồ trở về quỳnh thật sự rất bất lực và chán nản vô cùng nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng tình hình của cảnh thê thảm như vậy thì bên kia cù lao cũng có người chẳng sung sướng hơn gì anh ta a à, đau anh còn biết đau hả sao hồi nãy anh hùng lắm mà còn cấm em xen vào nữa lan hầm hừ gỡ bàn tay đang che quai hàm của huy tuy miệng lèm bèm chê bai nhưng bàn tay tự giác dịu nhẹ đi mấy phần đây là lần đầu tiên cô thấy huy đánh mất đi sự ôn tồn vốn có trở nên cố chấp và quyết liệt như vậy lúc ấy cả người anh toát ra sự phẫn nộ khiến người khác thật sự thấy e rè nếu như không có sự xuất hiện của người bên nhà vợ cảnh lan cũng không biết phải dùng cách nào để ngăn huy lại tuy cô chán ghét cảnh có đôi khi nghĩ đến sự bạc béo của anh ta thì chỉ ước chi cảnh biến mất cho rồi nhưng nếu như vì ra tay dạy cho cảnh một bài học mà huy phải đương đầu với những rắc rối thì thật sự là không đáng anh ra tay mạnh như vậy để làm chi hắn ta mà nằm vạ lại thêm rắc rối em còn không biết anh cố chấp tới cùng như vậy luôn á? Ai là người luôn khuyên em, cách giải quyết tốt nhất là lấy lý phục người, lúc không giải quyết được thì mới cần tới pháp luật. Là thằng ngốc nào đó nói chứ không phải anh. Anh nghĩ coi, anh đánh hắn rớt răng thì hắn cũng tặng cho anh một cú, thế nào cũng là bản thân mình thiệt. Em bảo dừng lại cũng không thèm nghe. Ngày tới đó, Huy lặng lẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang sức dầu gió của Lan, xoay mặt đi hướng khác hỏi nhỏ, Em nói nhiều như vậy là đang trách móc anh vì chuyện mất bình tĩnh sẽ gặp rắc rối. Hay là vì... Em xót anh ta. Lan ngớ người một lúc mới như sực tỉnh. Luống cuống muốn giật bàn tay lại nhưng không được. Cô hoảng hốt vì hành động này của Huy và cũng vì nhận ra sự hụt hẫng trong giọng nói của anh. Hình như cô còn cảm nhận được chút ít tuổi thân trong đó nữa. Làm sao vậy? Sao Huy không như trước kia sẵn sàng đột lại cô chỉ cô có mắt mà không biết nhìn người báo hại cho anh ăn đòn sau đó cười ha ha đòi bù đắp thiệt hại đó mới là huy là người bạn thân thiết mà cô biết lan lờ mờ nhận ra mối quan hệ của bọn họ đã dần thay đổi ít nhất là từ phía huy huy vẫn cố chấp giữ nguyên động tác ấy bàn tay dường như còn siết chặt hơn nữa bướng bỉnh chờ đợi câu trả lời của lan khi lan đang luống cuống không biết làm sao thì phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc lan nhà có khách hả con lan hoàng hồn quay lại thì thấy cha mình đang dìu mẹ đứng đó mắt hai người đều hướng về phía bàn tay nắm chặt của huy và cô lan bối rối như gà mắc tóc giật tay lại liền dạ cha đây là anh huy là dạ con chào hai bác con là quang huy là bạn trai của lan Sao anh có thể nói dối như vậy, anh điên rồi hay gì mà đem chuyện này ra đùa cợt em? Sau giây phút á khẩu, bỏ lỡ cơ hội giải thích cùng cha mẹ, Lan đã không còn nhẫn nại nổi với Huy. Cô gắt khẽ với anh sau lưng vợ chồng ông Bình. Đối mặt với sự chất vấn này, dường như Huy cũng không nao núng. "Đùa cợt, nói dối, anh nói dối cái gì?" Thái độ bình thản này của anh khiến Lan càng gấp, cô lúng túng tới mức nói lắp. "Thì thì nói rằng anh là bạn trai của em Ủa anh nói vậy thì có gì không đúng Huy nhướng mày Thưởng thức tình cảnh quẫn bách của Lan Quen biết cô lâu như vậy Lần đầu tiên anh thấy cô gái trầm tĩnh như cô Tỏ ra quyến quáng tới mức như vậy Vẻ mặt cà lơ phớt phơ này Chọc tức Lan Cô nghiến răng quát khẽ Đúng sao được mà đúng Anh đâu phải vậy Không được phát biểu linh tinh Tình cảnh của em lúc này Không thích hợp bông đùa nói xong câu cuối cùng ấy giọng lan nghèn lại cô không biết huy đã biết về chuyện đứa bé hay chưa cứ sợ anh nói bừa thế này sẽ khó lòng thu vén lan cũng có tôn nghiêm của chính mình không thể lợi dụng anh trong lúc này được mà quan trọng hơn hết trải qua một đêm thức trắng cô đã đi đến quyết định thú thật mọi chuyện với cha mẹ của mình chỉ là cô chưa kịp nói ra thì đã bị huy lái câu chuyện sang hướng khác vẻ mặt gấp đến sắp khóc cùng đôi mắt đỏ ửng của cô khiến Huy nhói lòng. Vì vậy, anh không nỡ trêu đùa tiếp. Mắt canh chừng ông Bình đi phía trước rồi hắng giọng hỏi khẽ. Anh hỏi em chứ, chúng ta có phải là bạn không? Ờ thì đúng rồi. Vậy giới tính của anh là gì? Giờ không phải là lúc hỏi vu vơ như vậy. Lan quấn lên gắt nhỏ. Thì là con trai, chứ không lẽ anh là con gái? Thì đó, anh chưa nói sai. Anh không là bạn trai của em thì là cái gì? Bùi Quang Huy, anh sống ở nước ngoài cũng chưa được chục năm, nên biết tiếng Việt không phải để anh xài kiểu như vậy. Bình thường Cắt câu gọt chữ chèn hỏng cô cũng không sao, nhưng chuyện hệ trọng như thế này, Thì Lan không thể hùa theo anh mà làm bậy. Huy chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng ông bình hắng giọng gọi Lan. Lan, khách tới nhà chơi mà sao thái độ của con khó chịu vậy? Thôi, cho phu nhà nói chuyện, đứng ở đó cãi nhau với nó làm gì? Đi con cha đã lên tiếng thì lan chỉ còn biết nuốt ấm ức vào lòng nhìn huy hử khẽ cáo mượn oai hùng để coi anh dẻo miệng tới đâu mới có thể thu xếp câu chuyện dối trá này huy mỉm cười đắc thắng nhìn lan cô đang thì thầm mắng anh không hề biết rằng trong mắt anh bây giờ toàn là sự yêu chiều huy vươn tay xoa đầu cô trấn an lững thững bước vào nhà sau mấy cái ngoắc tay hối thúc của ông bình hôm nay vợ chồng ông rất vui mẹ của Lan dường như không cần uống thuốc cũng khỏe trở lại. Lúc này đang bận biểu ở nhà sau làm gà thết đãi bạn trai của con gái. Thì ra, thật sự Lan có bạn trai. Cánh nặng đè chặt trong lòng ông bà từ tối qua đến giờ đã bị hai tiếng bạn trai của Huy phá vỡ trong giây lát. Mặc dù trong lòng còn ngổn ngang mối lo cùng nhiều thắc mắc, nhưng so với hoài nghi mù mịt trong lòng từ tối qua thì mọi chuyện đã được cho là có hy vọng bảo sao hai ông bà không mừng cho được mặc dù yêu thương con gái vô cùng dù luôn luôn có thể bao dung mọi lỗi lầm nếu con mình mắc phải nhưng ông biết mình bất lực khi đối mặt với miệng lưỡi người đời nhất là đứa con gái xinh đẹp giỏi giang của nhà ông từng là niềm ước ao và hâm mộ của bao người người thương có người ganh ghét cũng nhiều hiếm khi có cơ hội dìm người khác họ há chịu bỏ qua Mặc dù ở thời đại bây giờ Chuyện ăn cơm trước kẹng Ở vùng quê này không thiếu Hễ có cưới xin là được Nhưng thấy thái độ giấu giếm và bần thần của con gái Ông đoán rằng Chuyện không hề đơn giản Cháu mình thì mình nuôi thôi Không phải lan tan chi cả Ông Bình không sợ miệng đời cười cợt hay chê bôi Điều ông không mong muốn Là nhìn con gái mình chịu tổn thương Bởi lời ông tiếng ve xung quanh Lòng là người làm cha Làm mẹ Ai không như vậy đâu sau lời giới thiệu ban nãy của Huy Ông càng nghĩ càng thấy nhẹ nhõm Vì vậy đối xử với anh Càng nhiệt tình hơn Làm vì vậy mà càng thấy áp lực đè nặng Hai đứa quen nhau Bao lâu rồi Do cho Huy ly nước dừa mát lạnh Ông Bình bắt đầu quy trình hỏi han quen thuộc Chuẩn tra ruột lần đầu tiên Gặp đối tượng của con gái Dạ Hơn một năm rồi Vậy là từ năm ngoái Sao bác không nghe nó nói gì hết Dạ, chuyện này là do ý của con. Năm ngoái con cũng định về đây để chào hỏi hai bác, nhưng đột nhiên lại có lệnh chuyển công tác ra nước ngoài. Công việc chưa ổn định, nên con xin Lan gác lại. Không phải do cô ấy muốn giấu giếm, hai bác đừng mắng Lan. Ông Bình nhìn thái độ bênh Lan chằm chọc của Huy, gật gù ra vẻ hiểu. Ông biết đây là người ta đang nói đỡ cho con gái mình. Nhìn trận hục hạc ban nãy của hai đứa cũng đủ biết. Người chủ trương giấu nhẹm chuyện này là con gái của ông hiểu con không ai ngoài cha mẹ ông bà cũng biết ý định chỉ hoãn chuyện tình cảm của con gái bắt nguồn từ đâu lan muốn đỡ đần cho cha mẹ nuôi em trai học nên không muốn vướng bận chuyện gia đình riêng Nói hy sinh vì gia đình như vậy bậc làm cha làm mẹ như ông bà phải thấy hổ thẹn mới đúng sao nỡ trách được nói như vậy hiện giờ công việc con ổn định rồi à dạ con thú thật là vẫn chưa Nhưng con tranh thủ xin lệnh chuyển về nước sớm Có chuyện còn quan trọng hơn không thể kéo dài Con Con muốn xin phép hai bác Để hỏi cưới Lan Bình thường dù khi đang bàn luận hợp đồng lớn Hay gặp khách hàng khó nhằn Huy đều vẫn có thể ăn nói trơn tru Không hiểu sao hôm nay Đối mặt với người đàn ông điềm đạm trước mặt Anh lại hồi hộp tới mức nói lắp Chốt xong được câu cuối cùng Huy thở vào nhẹ nhõm Sau đó lại nín thở khi thấy cái nhíu mẩy của cha vợ tương lai, bác nghe con nói, "Hoàn nãy quyết định, con biết trong chuyện này là con thiếu sót và nóng vội, nhưng con thành tâm muốn ở bên Lan." "Bác, bác đừng trách phiền cô ấy. Anh cũng nghe Lan kể rất nhiều về người cha từng làm giáo viên này của cô. Ông yêu thương vợ và hai con, nhưng tình thương ấy gói gọn lại trong sự nghiêm khắc và chuẩn mực. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ Lan và em trai dám ngỗ nghịch với cha mình." cũng là vì vậy bác chỉ có một câu hỏi muốn con trả lời thẳng thắn nhất con có yêu thương nó thật lòng không dạ có con yêu lan giọng huy vang lên hồng hồn câu nói ấy khiến ông bình buông xuống nghi ngại trong lòng cũng làm cho cô gái tựa trong cửa buồng nghe lén đỏ bừng mặt chẳng khác nào lan đang gián tiếp nghe huy tỏ tình mặc dù biết rõ anh nói vậy vì muốn bảo vệ mình nhưng lan không ngăn được những cảm xúc lẫn lộn ấy cố hít thở sâu cố chấn tính và nhắc nhở bản thân mình đây chỉ là một vở kịch và rằng mình chẳng còn xứng đáng với huy hay bất kỳ ai khác vậy thì được bác đồng ý việc trước hết bây giờ là con đảm bảo được sự đồng ý của lan sau đó là có thể bàn luận với gia đình cho thật kỹ càng dạ con cảm ơn bác con về sài gòn làm liền Nè, gượm đã Gấp gì trong một sớm một chiều Ở lại ăn với hai bác bữa cơm Bác thấy con sách theo cả vali Không phải tính ở đây vài ngày hả Con thích thì cứ ở lại Hai bác cũng không phải là những người thủ cựu Hay giữ kẽ gì đâu Thật ra Lý do khiến Huy tới đây Mà kéo theo hành lý lệnh kỉnh Là vì anh vừa xuống máy bay sáng nay Chưa kịp về nhà cất đồ đạc Thì đã nôn nóng không chịu được Mà muốn theo chân Lan về quê còn may mà anh gấp gáp xuống đây Nếu không thì Lan đã bị vợ chồng tên khốn kia ức hiếp rồi Giờ phút này Thấy ba vợ tương lai hiểu lầm như vậy Huy cũng biết thời biết thế Mà thuận nước đẩy thuyền cúi đầu cung kính nói Dạ vậy con đành làm phiền hai bác vài hôm Con cảm ơn bác Đối với độ lì lợm lần này của Huy Lan cũng không còn cách nào khác Chỉ có thể ấm ức xuống bếp Phụ giúp mẹ làm tiệc Thết đái ông chồng tương lai bớt đắc dĩ này thật ra anh cũng không cần phải làm tới mức này đâu bắt đầu một lời nói dối sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để bảo vệ nó chẳng khác nào tự mua dây buộc mình thành thật một chút có lẽ sẽ phải chịu nhiều phong ba nhưng lúc nào cũng dễ dàng và yên ổn hơn là dối trá em dự định sẽ thành thật với gia đình em về điều gì về đứa trẻ trong bụng em sao hay là về cha ruột của nó lan ngỡ ngàng mở to đôi mắt nhìn huy cô còn đang phân vân chưa biết phải mở lời với anh thế nào thì anh đã thẳng thắn mà giúp cô nói tỏa ra trong những viễn cảnh mà Lan tầm tưởng tượng chưa bao giờ cô nghĩ đến phản ứng nhẹ hẫng như thế này của Huy lẽ ra anh nên cảm thấy sốc hay ít nhất cũng nên phê phán cô vì sự nhẹ dạ và khờ khạo này đó mới là Huy mà cô biết nhưng anh lại hờ hững nói ra chuyện ấy cứ như nó là chuyện dâu ria không đáng kể mà nhìn vẻ bình thản của Huy khi nói ra bí mật động trời mà mình đang cố che giấu. Lan chợt nghĩ đến một khả năng. Vậy anh nói thử, còn bí mật gì của em mà anh không biết? Em cứ suy nghĩ mãi, vì sao chị Mỹ Xuyên đột nhiên lại tiếp cận em nồng nhiệt và giúp đỡ em hết lòng như vậy? Và cả lý do, vì sao anh đột nhiên gần như cắt đứt mọi mối liên hệ với em trong thời gian dài như thế, như chẳng hề bận tâm em nữa? Thì ra chị ấy được anh nhờ vả để chăm sóc bảo bọc cho em Em có quan tâm hả? Quan tâm cái gì? Thì quan tâm đến chuyện anh đột ngột không còn quan tâm em nữa. Lan ngớ người, cảm thấy câu chuyện bắt đầu đi chạy hướng ban đầu. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của anh như một thói quen. Chúng ta là bạn... thân, không phải sao? Quang Huy nhếch môi cười, im lặng thả chân xuống dòng nước mát lạnh đang dập dành ở phía dưới dáng người cao lớn và phong cách ăn mặc của anh hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh nơi này. Chiếc cầu bến dài trở nên nhỏ bé khác thường với sự xuất hiện của anh. Nhưng kỳ lạ là giờ phút này khi ngồi ở đây cùng Huy Lan đã không còn cảm thấy lạc lõng như mấy hôm trước. Huy trở lại mang theo cảm giác được trở che và bình yên cho cô. Cái cảm giác mà nếu như họ vẫn còn gắn bó như dạo trước có lẽ Lan vẫn mù mờ chưa nhận ra chỉ khi đánh mất nó, cô mới thật sự thấy sự gắn bó giữa hai người. Thì ra lại sâu đậm như vậy, từng tí từng tí bện vào nhau, mỏng manh mà bền chặt. Sao anh cười? Em nói không đúng sao? Lan, anh cười vì anh nghĩ em đã qua mất tuổi ngây thơ để có thể tin rằng giữa nam và nữ có thể tồn tại một tình bạn từ hai phía. Qua bao năm vẫn thắm thiết như vậy. Nhưng nếu em muốn hiểu rằng hành vi lần này của anh là xuất phát từ lòng hào hiệp thì cứ như vậy đi anh lại cười Anh mắt lấp lóe dưới đôi mày rậm nói cho lan biết câu nói vừa rồi của anh có ẩn ý cô cũng lờ mờ nhận ra điều khác lạ ấy nhưng quyết tâm bắt mình giả khờ đến cùng vậy ngày mai anh hay em sẽ nói sự thật với cha mẹ em nếu như để lâu động tác quẫy nước của huy khựng lại lan nhạy cảm nhận ra dường như đôi mắt sáng bừng của anh bắt đầu ảm đạm như ánh hoàng hôn đang bao phủ sau lưng anh, giọng Huy trầm ấm. Em gấp gáp muốn làm sáng tỏ mối quan hệ của anh và em đến như vậy sao? Không đợi Lan trả lời, anh nhanh chóng đứng lên, bỏ lại cô bối rối một mình, không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên Lan cảm nhận được cơn sóng giận phát ra từ Huy, mà nó là dành cho bản thân mình. Lan đã quá quen thuộc với người đàn ông ôn hòa, có thể nuông chiều cô mọi thứ chỉ cần là trong khả năng của anh mà kể cả nếu như cô mong muốn một việc gì đó vượt ngoài khả năng có lẽ huy cũng sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu đó của cô sống trong sự bao dung mềm mại đó của anh đã lâu lan dường như quên mất rằng huy cũng là một người đàn ông anh cũng có lòng kiêu hãnh và những giới hạn không muốn ai chạm tới mà có lẽ câu nói khi nãy của cô đã khơi dậy tự ái đàn ông trong anh nó khiến cho Huy phật lòng Với hôm ấy Căn nhà ấm cúng của Lan Có một sự xáo trộn nho nhỏ Chàng rể tương lai của ba mẹ cô Nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của ông Bình Nghiễm nhiên dọn vào căn phòng của Lan Để nghỉ ngơi trong những ngày đang còn ở đây Thoạt đầu Khi nghe lời đề nghị này Huy cũng ra sức từ chối Thế nhưng anh không thể nào chống lại được Thịnh tình của ông Bình Cho nên mặc dù rất khó xử Vì hoàn cảnh khách lấn chủ này Huy cũng đành bó tay cười khổ nhìn ông Bình xách vali của mình vào phòng. Thực ra căn nhà này có đến 3 phòng ngủ, nhưng bởi vì Lan và em trai không thường về đây, mà Huy lại xuất hiện bất ngờ, cho nên căn phòng nhỏ của em trai Lan chưa được dọn dẹp. Đồ đạc trong đó có chất chứa mùi ẩm mốc theo thời gian, không thể làm phòng tiếp khách được. Lan cũng hiểu điều đó, hơn ai hết cô hiểu rất rõ. Tùy Huy có tính tình hòa đồng như vậy, nhưng dù sao bản chất vẫn là một chàng trai sống trong nhung lụa từ bé. Bắt anh về đây chịu khổ thì thật là khó xử. Vì vậy, cô cũng ngoan ngoãn dọn một số đồ dùng cá nhân cần thiết của mình sang phòng cha mẹ. Bên này, Huy một mình ngồi quan sát căn phòng nhỏ xinh của Lan. Trong lòng là muôn vàn ngổn ngang. Anh mang theo tâm trạng nôn nao tìm tới cô. Trên đường đi cũng suy tính mọi bước. Nhằm làm sao giải quyết mọi việc theo hướng êm đẹp nhất anh định sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Lan Sau đó thuyết phục cô Để anh cùng đương đầu với mọi chuyện Chẳng thể ngờ tới Mới chân ướt chân giáo đặt chân lên ngõ Đập vào mắt anh Chính là cảnh lôi kéo van vỉ Của gã khốn sợ khanh kia Lúc đó sự tự chủ trong Huy cũng biến mất Bản năng người đàn ông thôi thúc anh lựa chọn hành động Trước tiên là tặng cho hắn ta một trận Rồi mới tính sau Chẳng ngờ khi chưa kịp tính toán thì phải đối mặt ngay với cha mẹ Lan. Huy chẳng cần đến 5 giây đã quả quyết giành lấy cho mình một danh phận. Anh nhẫn nhìn ép mình giữ khoảng cách cùng cô lâu như vậy. Lần đầu tiên tính tới lợi ích của bản thân mình chắc cũng không tới nỗi quá đáng. Nhưng cái mà anh không nghĩ tới nhất chính là Lan luôn trong tâm thế muốn vạch rõ giới hạn với anh. Sự xa cách và đề phòng ấy Huy chưa từng cảm nhận được từ phía cô. Nó khiến anh nghẹn ứ trong lòng. Hay suy nghĩ rằng có thể Lan vẫn còn nặng tình với gã khốn ấy khiến lòng anh nóng nảy và xót xa. Khiến anh lần đầu tiên tỏ thái độ giận dỗi với cô. Giờ phút này mặc dù trong lòng Huy lắng xuống và đầu óc bình tĩnh lại dù anh đã thấy có hơi hối hận nhưng anh vẫn cứng đầu ép bản thân không để ý đến cô. Nhưng anh biết đứng trước người con gái mình yêu thầm trong từng ấy năm sự cứng cỏi ấy chẳng khác nào bông xốp ngả đầu xuống chiếc gối xanh nhạt thoang thoảng hương cỏ xanh ngắm nhìn căn buồng nhỏ ngăn nắp của lan anh đã vô thức để mình chìm trong sự êm dịu và yên bình cô để lại ngủ một giấc thật sâu bên buồng cạnh đó lan cũng nép mình vào vòng tay mẹ thao thức thật lâu bà hà nhận ra sự chăn trở của con gái đưa tay ôm cô vào lòng bàn tay gầy guộc nhẹ vỗ về đứa con gái nhỏ nhắn thì thầm hỏi Hai đứa con cãi nhau đó à Hồi chiều mẹ thấy Huy đi từ cầu bến vô nhà Với vẻ giận dỗi Dẫu gì nó tới nhà mình thì cũng là khách Con cũng nên nhường nhịn nó đôi chút Mẹ nhìn cũng đủ biết Hoàn cảnh nhà nó khác xa với nhà mình Có lẽ vẫn chưa kịp thích nghi Với cuộc sống thôn quê ở đây Khi nghe mẹ nói như vậy Làn sợ bà suy nghĩ sai về Huy Cho nên buột miệng giải thích Tính tình anh Huy tốt lắm Mẹ đừng hiểu lầm Anh ấy Tính anh ấy rất hòa đồng Sẽ không chê bôi gì hoàn cảnh gia đình mình đâu Nhưng là Tụi con có một số vấn đề cần giải quyết Con còn cần thời gian để suy nghĩ nhiều chuyện Thấy con gái ra mặt bảo vệ bạn trai như vậy Bà Hà cũng yên lòng đôi phần Nhưng suy nghĩ trước sau Bà vẫn cảm thấy cần nói rõ với con gái Lan à Mẹ không sợ tai tiếng xảy ra với gia đình mình Mẹ chỉ sợ con vì lỡ dại mà lâm vào cảnh bị chỉ trỏ xì xầm sẽ nghĩ quẩn con mới về cho nên không biết con bé trang bạn của con đó lúc này đang làm thủ tục ly dị chồng tuy tới thời đại bây giờ người ta đã cởi mở hơn nhưng dù sao phụ nữ mang bầu về nhà chồng cũng sẽ có điều tiếng và bao nhiêu thiệt thòi mẹ thương con nên mẹ không bao giờ mong muốn con gái của mình lâm vào hoàn cảnh bi đát như nó lời mẹ nói ra khiến cho lan giật mình cô cũng chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không liên lạc với cô bạn thân nữa tính ra thì lần cuối cùng hai người liên hệ là trong đám cưới của cảnh sau đó dù trang có cố gắng gọi điện nhiều lần nhưng lan lúc ấy đang trong giai đoạn khủng hoảng vì bị lừa dối nên đã cự tuyệt mọi mối quan hệ có liên quan với cảnh chính vì vậy cô cũng không hề rõ được tình hình của trang dạo này ai mà ngờ cô ấy còn khổ hơn cả cô sao sao lại ly hôn hả mẹ hai người đó yêu nhau một thời gian dài rồi mới cưới mà nhắc tới cô con gái đáng thương của nhà ông út hảo bà hà cũng không kìm nén được tiếng thở dài thì đó ai cũng tưởng như con vậy cho nên khi có thông tin thằng tài nó ngoại tình nhiều người còn không tin nữa nhưng mà giấy cũng đâu gói được lửa hả con ngoại tình mà với ai với con hồng điệp chị của Trang Thông tin ấy khiến cho Lan liếu cả lưỡi vì chấn động Trời ơi, sao bọn họ lại khốn nạn như vậy? Mẹ nói thật với con Hồi con Trang mới lấy chồng Mẹ đang nghi thế nào cũng xảy ra chuyện Thái độ của bà Phấn Mẹ chồng nó đối với nó Không hề mềm mỏng hay thương yêu gì Làm sao sống được hả con Họ khinh nó vì nghèo Vì đã lỡ để mang thai trước ngày cưới Chuyện này Lan cũng đã nghe Trang tâm sự rất nhiều lần Cô cũng cảm thấy bất bình thay cho bạn Họ khinh những cô gái không biết giữ thân Mang bầu trước ngày cưới Nhưng họ chưa hề biết nghĩ Con trai họ không làm Thì sao con gái người ta có bầu cho được Thật đúng là tiêu chuẩn kép mà Mãi miên man suy nghĩ Cô đột nhiên thấy mẹ ôm mình Giọng run run Con suy nghĩ bao lâu cũng được Nhưng cũng đừng lâu quá Bụng con Có lẽ không còn che giấu được bao lâu nữa Bụng Lời của mẹ khiến Lan cứng đơ cả người Cô thấy mẹ mình thở hát ra Bàn tay gầy guộc đặt lên bụng con gái nói nhẹ Vậy là mẹ đoán đúng rồi Mấy hôm gần đây Thấy con có vẻ xanh sao Cha con đã dặn dò mẹ Chú ý chăm sóc cho con Mẹ dù sao cũng là phụ nữ Có một số chi tiết nhỏ Con có thể qua mặt ông ấy Nhưng sao có thể giấu mẹ được Bao lâu rồi con Mắt Lan ươn ướt Cô không dám nhìn thẳng vào người mẹ đầy thông hiểu của mình Lan thấy hổ thẹn Khi phụ sự kỳ vọng Mà cha mẹ dành cho mình suốt bao nhiêu năm Dạ Gần 4 tháng rồi Trời ơi Sao con không nói sớm với mẹ Con Con sợ cha mẹ buồn Sợ cha mẹ thất vọng Vì con hư hỏng Con sợ cha mẹ biết được Sẽ từ con Hai chữ hư hỏng nghẹn ngào thoát ra khỏi bờ môi của Lan Cô không còn kìm được tiếng nấc Vội vùi đầu vào vai mẹ rơi nước mắt Khờ quá Con dù có phạm phải tội ác tày trời gì Vẫn là núm ruột của cha mẹ Làm sao cha mẹ có thể sanh hận con mình Làm ra chuyện tuyệt tình như vậy Cha con tuy nghiêm khắc Nhưng ông ấy không phải là người cố chấp Miệng thì cứng vậy Chưa lòng thì mềm hơn ai hết Mà Huy nó biết chưa Dạ chuyện này anh huy anh ấy không phải mẹ biết nó không phải là người vô trách nhiệm nếu không thì đã không vội vã tìm xuống nhà mình gặp cha với mẹ đây cũng coi như sự an ủi dành cho cha con tối qua ông ấy thao thức cả đêm thở dài tới nẫu ruột con coi được thì nói thằng huy sắp xếp sớm sớm một chút cho cha con yên dạ lời tâm sự của mẹ khiến cho quyết tâm thú nhận mọi chuyện của lan bị dập tắt từ từ cô có nên ích kỷ để cho cha mẹ mình biết sự thật để cho ông bà gặm nhấm nỗi đau xót khi biết con gái mình rơi vào hoàn cảnh éo le kia không lan không nỡ mà lại cũng không dám làm như vậy thấy lan vẫn lặng thinh bà hà cho là con gái ngại ngùng để cập chuyện cưới xin với huy vì vậy khẽ vỗ nhẹ tay cô trấn an nếu con cảm thấy khó mở lời thì để mai cha con tìm dịp tâm sự với nó mình ở chốn quê tránh được điều tiếng vẫn tốt hơn con à mẹ đã nói tới mức như vậy lan còn biết làm thế nào nữa cô chỉ còn cách ngăn lại thôi thôi mẹ ơi mẹ khoan hãy nói với cha ngày mai ngày mai con sẽ tự nói ờ vậy cũng được thôi ngủ sớm đi con bà hà nói xong thì xoay người vào phía trong để lan nằm đó với trăm mối ngổn ngang trong lòng chuyện mà cô lo sợ đã tới lời nói dối càng đầy càng xa cô cũng đâu thể ép huy hy sinh danh dự và hạnh phúc đời anh để cứu vớt đời mình như vậy được huống chi bây giờ anh đâu có thèm chú ý tới cô nữa từ chiều đến giờ vẫn căng mặt xa không chịu chủ động nói với cô một chữ sớm không sớm muộn không muộn lại chọn ngay vào lúc này giờ bản tính đại thiếu ra ra cô lại không biết làm sao để dỗ dành mà dường như cô cũng đâu có kinh nghiệm trong trường hợp này đúng là gấp lại càng dối em cứ nói riêng với cha mẹ hai hôm nữa người nhà anh từ Úc bay về sẽ xuống gặp bàn chuyện cưới hỏi của chúng mình gì cái gì người nhà Lan liếu lưỡi không thể nói chuyện rành mạch trước thông tin vừa nhận được không phải chỉ là phối hợp cùng nhau nói dối hứa hẹn với cha mẹ cô rằng sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi cô sinh em bé là được hay sao? Lúc Lan rụt rè đề cập sau bao nhiêu lần lấy hết sự can đảm của cô mặc dù sắc mặt vẫn khó coi nhưng Huy đã dễ dàng gật đầu đồng ý Vậy bây giờ sao lại phát sinh chuyện người lớn hai nhà gặp mặt được chứ? Như anh nói từ lúc mới xuống nhà là anh cố ý xuống đây xin phép được tiến tới hôn nhân với em đó không phải là câu nói bừa cho qua chuyện nếu như em vẫn muốn thu xếp êm xuôi chuyện này bảo toàn mặt mũi cho gia đình em thì không có lựa chọn nào khác em hiểu mà đúng không em nhưng mà nếu như vậy thì anh sẽ mang tiếng là trai có vợ rồi còn phải nói dối gia đình anh nữa chuyện đó anh không lo sao em lại phải nhọc lòng gia đình anh sống ở bên ấy bao nhiêu năm tư tưởng rất phóng khoáng anh có là người đàn ông mấy đời vợ cũng không quá quan trọng đối với họ anh nói chuyện đại sự cả đời nhẹ như kiểu sách làn đi chợ như vậy, Lan rất không đồng ý. Cô biết gia đình anh sống kiểu Tây, có thể không để ý đến, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng hai người đang lường gạt mọi người xung quanh. Đó chính là tội lỗi. Nếu em thấy cắn rất lương tâm thì như vậy đi, em thử thay đổi tư tưởng theo một chiều hướng khác. Em có nhớ năm xưa khi anh giúp em giải quyết rắc rối ở chỗ làm thêm trong tiệm cà phê em đã hứa gì không? Huy đột nhiên muốn tính nợ cũ, khiến cho Lan ngớ người. Năm xưa, cô bị khách hàng vu oan làm đổ cà phê lên chiếc váy hàng hiệu trị giá cả chục ngàn đô. Vì mới sang lại còn bất đồng ngôn ngữ, nên dù ra sức biện giải, Lan đã không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Đời đất khách quê người, không ai bên cạnh, lại phải đối mặt với số tiền đền bù khổng lồ, đã khiến Lan suy sụp đến mức bật khóc nấc nở. Trong lúc cô bất lực và khủng hoảng Một người đồng hương xa lạ Thấy bất bình đã đứng ra giúp cô Nhỏ Huy gây áp lực cho quản lý của cửa hàng Kiểm tra lại camera Mới chứng minh được Lan không có lỗi Là khách hàng kia ỉ vào Quen biết với quản lý cửa hàng Muốn gây chuyện ăn vạ người lơ ngơ như cô Người vừa tìm được đường sống Trong chỗ chết như Lan Cực kỳ cảm kích trước sự giúp đỡ của Huy Đã mạnh miệng hứa hẹn rằng Sau này chỉ cần anh lên tiếng dù dầu sôi lửa bỏng em cũng sẽ không bao giờ từ chối chủ nợ đã mở miệng thì lan cũng không thể nào mặt dày mà từ chối được bởi thế cho nên chuyện đại sự của cả hai người đã được quyết định nhanh chóng sau cái gật đầu của cô huy nói với cô bởi vì thời gian thật sự quá gấp rút cho nên có lẽ hôn lễ chỉ tổ chức ở tầm tạm tạm phiên phiến mà thôi Lan nghe xong cũng thấy hợp lý và có phần nhẹ lòng. Cô cũng có cùng suy nghĩ với anh nên gật đầu nghe tắp lự. Nhưng mà chờ tới khi đám cưới lớn nhất nhì ở cái vùng này diễn ra mà nhân vật chính lại là mình. Lan mới biết hai chữ phiên phiến của người giàu nó khác biệt với người miền quê của mình như thế nào. Nếu như mới mấy tháng trước cái đám cưới gần cả ngàn khách của nhà thầy hai kính gây xôn xao khắp xóm chợ thì lần này đám gà con gái với quy mô vượt xa của vợ chồng thầy nam bình ở xứ cù lao lại có dịp khiến cho người người ghé mắt suýt xoa cái khiến người ta bàn tán không phải là số lượng khách mời khổng lồ mà là về chất lượng của cái đám ấy vợ chồng ông bình cũng chỉ mời một số bà con họ hàng thân thiết tới dự đám gà ban đầu đó cũng là một cái đám hỏi vô cùng bình thường nhưng chờ tới khi chiếc phà loại lớn cập bến đón đoàn ăn hỏi và bê cháp của nhà trai thì người ta mới nhận ra bên chồng của Lan không phải giàu có tầm thường. Để lại một hàng dài siêu xe xếp đặt trong sân nhà văn hóa. Vì không có chỗ đậu, họ lên phà sang nhà gái trong sự tò mò lẫn bất ngờ của người dân xóm trở Trời đất ơi, không biết đám cưới nhà ai, nhà nào gả con gái mà sông xanh dữ vậy nè. Cái này tôi biết, nhà thầy Nam Bình bên Cù Lao á. Mẹ chồng tôi có bà con bên vợ ống Bữa nay được mời qua đó Ngồi bàn dài uống trà Nghe nói gà Việt kiểu bên Úc nha mấy bà Chú rể thì đẹp trai phong độ Ăn đứt mấy thằng cả thơi xứ mình Trời ơi Tưởng ai chứ con gái nhà đó thì tôi biết nè Con nhỏ đẹp gái lại giỏi giang có tiếng Dân du học về Chứ không phải dạng bất tài đâu Để được đứa con gái như vậy Cha mẹ mát mặt phải biết Nói như vậy tính ra bà cũng có bà con với cô dâu còn gì Cũng được thơm lây chứ bộ Chờ cô Tư đi đám về Bà hỏi coi bên đó chỉnh thiệp ra sao Cho được bao nhiêu cây Nhìn dàn xe với họ ăn mặc sang chảnh như vậy Nhiều khi cho đồ ngang ngửa với nhà cô Liên à Hội bà tám được dịp say xưa tưởng tượng Không để ý tới một người ngồi kế bên Mặt đã đen như đít nồi Bà Liên nghe thấy mấy bà bạn buôn dưa lê một hồi Thì nụ cười trên môi từ từ vụt tắt Gương mặt bắt đầu xa sầm Mấy con mẹ này bình thường luôn ở bên cạnh bỏ đỡ khen ngợi bà và dối dít nhất là từ khi ông Hai Kính làm xui với bên nhà phó chủ tịch xã. Hai vợ chồng bà đi ra ngoài đều ở trong tư thế ngẩng cao đầu. Phải biết rằng, để xứng với vị thế nhà thông gia của phó chủ tịch xã, hai ông bà gần như đã rút ruột hết của nà để dành để phô bày trong đám cưới của con trai út. Vàng cho tận mấy cây, cả trăm triệu phụ cố. Đó đã là cái đám cưới rình rang bậc nhất ở xứ này tùy rằng trong đó có thêm phần là nhà gái bỏ ra để cho đẹp mặt nhưng khoản mua nhẫn kim cương mua dây chuyền hột xoàn theo yêu cầu của cô dâu đều là nhà trai bỏ ra bà liên vốn dự định đợi sau khi đám cưới của con trai sẽ ngọt nhạt lấy lại từng thứ một từ chỗ con dâu ai mà ngờ về chuyện cái thai của lan vỡ lở khiến cho ông bà nằm ở kèo dưới không còn mặt mũi nào để đòi con dâu giao vàng bạc tiền của cho mình giữ nữa hay ông bà già tiếc của muốn đứt ruột nhưng vẫn còn có thể lấy sự ngưỡng mộ của người bên ngoài để làm sự an ủi ai mà ngờ bây giờ niềm kiêu hãnh duy nhất đó lại bị đám cưới của lan làm cho lu mờ thế này cái đứa con gái hư hỏng đó không ngờ sau khi bị con trai của bà bỏ rơi lại có thể ôm cái bụng bầu mà một bước lên hương làm dâu nhà giàu bà liên càng nghĩ càng ghét càng hận nhưng lại có thể làm gì được đâu con trai bà ta vất vả năn nỉ muốn gãy lưỡi Hương mới chịu thúc giục anh trai chạy trò cho cảnh một ghế trong văn phòng ban quản lý dự án xây dựng Tuy ban đầu chỉ là một nhân viên quen làm sai vặt nhưng nhà họ vẫn tràn trẻ hy vọng hơn cả Bọn thấy người sang bắt quảng làm họ này cứ chờ ở đó đi Mấy người đàn bà rảnh rỗi vẫn còn hang say bàn tán đột nhiên bị tiếng đóng cửa cái rầm làm giật nảy cả người Cùng là phụ nữ ai mà không nghĩ ra vợ ông hai kính bị cái đám cưới này làm cho nóng mặt vốn cũng không ưa gì bản tính kiêu căng của bà liên mấy bà còn lại chỉ trề môi nhớ mắt với nhau rồi ai sách giỏ đi chợ về nhà người nấy sau khi tiễn người khách cuối cùng ra về cũng xem như cái đám hỏi kiềm đám cưới của lan đã tạm thời bước vào giai đoạn kết thúc phong tục ở vùng quê này thường là như vậy đối với những gia đình muốn tổ chức đơn giản không muốn thủ tục dườm già Thường thì người ta sẽ kết hợp cái đám hỏi khi nhà trai qua cho đồ xính lễ cô dâu trở thành đám cưới. Để khi ngày cưới chính thức diễn ra, nhà trai chỉ cần làm lễ rước dâu, rồi sau đó đoàn nhà gái cùng trở về nhà trai để tổ chức tiệc. Làm như vậy, bà con họ hàng và nhà gái không phải phiền hà vì phải tổ chức tiệc hai ba lần. Lan ngồi trên chiếc giường, xoa đôi chân đã mỏi nhừ vì đi lại nhiều. Khi vừa lấy lại được hơi sức, đã nằm vật ra giường nhắm mắt than thở mặc dù huy đã rất tâm lý khi chuẩn bị cho cô một đôi giày đế mềm tương đối thoải mái nhưng việc đi chào hỏi khách hứa mấy mươi bàn tiệc cũng đủ khiến cho lan không còn chút hơi sức nào giờ đây mong ước lớn nhất của cô là ngã người xuống giường nhắm mắt lại và không còn thiết tha gì nữa nhưng mà người bạn trai vừa được lên chức chú rể được đổi giọng gọi cha mẹ cô là cha mẹ nào chịu để cho cô yên Em mệt lắm hả? Có thấy khó chịu ở đâu không? Nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ bé của Lan Huy nhỏ giọng hỏi Sau đó từ từ mát xa lòng bàn chân Rồi mắt cá chân của cô Thấy Lan tuy vẫn nhắm mắt Nhưng đôi lông mày đã giãn ra Có vẻ thoải mái hơn Anh trần trừ một chút Rồi bạo dạn lướt bàn tay lên bắp đùi cô Kiên nhấn xoa nhẹ Lan trong trạng thái lơ mơ Nhưng vẫn cảm nhận được sự dễ chịu Từ gan bàn chân rồi mắt cá chân chuyển tới cô hít hà rồi thở ra khoan khoái cũng không để ý đến chuyện bàn tay của anh đang đặt ở chỗ nào cất giọng than em mệt quá giờ thì em biết tại sao cả đời người ta thường chỉ cưới một lần quá mệt mỏi vậy mà anh nói với em chỉ làm quy mô đơn giản thôi nếu như đơn giản là như vậy vậy lúc anh làm nghiêm túc thì còn tới quy mô nào nữa Huy đưa bàn tay gạt mớ tóc mai lòa xòa trên chán đẫm mồ hôi của Lan, nhẹ giọng cười. Ngay cả anh cũng không ý thức được, lúc này trong giọng nói của mình toàn là sự yêu chiều. Đây là do em đang có em bé, nên sức khỏe kém sẽ mệt mỏi một chút. Anh nói thật là lúc đầu anh cũng không định tổ chức tới mức này đâu. Nhưng mà bà ngoại và các cậu mợ anh mắng anh đòi phải giữ thể diện cho gia đình em. Cho nên buộc lòng anh phải mở rộng thêm một chút chỉ một chút thôi mà lan biết đây chính là cái tầm nhìn của hai người ở hai tầng lớp khác nhau có lẽ đối với gia đình của huy hôn lễ hôm nay thực sự chỉ là một buổi lễ đơn giản nhưng ở cái vùng quê xa xôi này của cô đó nhất định là một hôn lễ hào nhoáng được người ta bàn tán bốn phía mà lan thật sự không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý nhất là trong hoàn cảnh như thế này để càng nhiều người biết thì sau này khi cuộc hôn nhân giả vờ này của cô và huy kết thúc cô lại càng khó lòng thu dọn mọi chuyện vốn định nói ra suy nghĩ ấy của mình nhưng khi lan hé mắt nhìn khuôn mặt chăm chú của người đàn ông đang tỉ mỉ xoa chân cho cô nhìn gương mặt điển trai cùng đôi mắt lấp lánh của huy không hiểu sao cô lại có cảm giác anh thực sự rất vui vẻ với buổi tiệc hôm nay lan đột nhiên lại cảm thấy không đành lòng tước đoạt cái niềm vui nhỏ bé và ngắn ngủi này của huy Thôi thì cứ để mình và anh đắm chìm trong phút giây hân hoan ít ỏi của cuộc hôn nhân mong manh này. Chắc cũng không sao. Huy nhìn cô gái nhỏ đang từ từ thiếp đi trong mệt mỏi. Trong ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc. Xoay nhẹ chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út. Anh nở một nụ cười mãn nguyện. Huy không biết tâm trạng thực sự của Lan thế nào. Nhưng anh biết bản thân mình cực kỳ tôn trọng giờ phút thiêng liêng khi hai người trao nhẫn đính ước đây chính là giấc mơ của anh bao năm qua một giấc mơ mà huy tưởng chừng như mình đã không thể có cơ hội được thực hiện kể từ cái ngày anh nhìn thấy cảnh trao bó hoa cho lan ở trước cổng công ty vào ngày lễ tình nhân năm trước khi ấy huy nhìn bó hoa hồng đỏ thắm cùng chiếc nhẫn nhỏ vẫn nằm im trong học bàn của mình mỉm cười chua xót vậy là lần đầu tiên trong đời huy đã xử sự, sự như một kẻ hèn nhát anh không biết mình không thể chịu đựng nổi khi chính miệng lan nói với anh rằng cô đã lựa chọn một người đàn ông khác để bắt đầu mối quan hệ yêu đương người con gái anh yêu thầm ba năm giờ đây đã gật đầu đồng ý trở thành người yêu của kẻ khác ngay tại lúc mà anh định lấy hết can đảm để tiến tới với cô huy không thể không oán trách định mệnh chớ chiêu và trách cả chính mình khi đã quá thụ động trong mối quan hệ với lan những ngày tháng vừa qua anh đã có biết bao nhiêu thời gian và vô số cơ hội nhưng lại lựa chọn tôn trọng ý chí và lý tưởng của lan anh im lặng chính là muốn chờ tới khi cô cảm thấy tự tin đủ để sánh bước bên cạnh mình mà không lo toan suy nghĩ hay vấn vương anh tôn trọng sự kiêu hãnh của lan không muốn cô chịu áp lực về khác biệt giai cấp hay về kinh tế giữa hai người giờ thì anh biết mình sai rồi Nhìn nụ cười giảng rỡ của Lan khi đứng cạnh người đàn ông đó Huy không thể làm gì khác hơn là lựa chọn rút lui Thậm chí xin điều chuyển công tác ngay sau đó để trốn khỏi thực tế Nhưng mà trước khi đi anh vẫn không yên lòng về cô gái ấy vẫn tìm mọi cách để lấy được thông tin và gặp mặt cảnh Huy dùng uy thế của bản thân muốn cảnh cáo anh ta không được làm tổn thương đến Lan Đó chính là tất cả những gì anh có thể làm được để bảo vệ người con gái anh yêu khỏi mọi bất chắc. Tiếc thay, đó lại là một gã sở khanh tồi tệ. Ngày anh biết được tin tức, Lan bị gã khốn kia lừa dối, bị bỏ rơi, còn bị vợ gã đe dọa phải từ bỏ đứa con đang mang trong bụng. Huy biết mình phải trở về bên cô. Anh sẽ bỏ qua mọi ngại ngần, làm hết tất cả để ở bên cạnh, cho Lan một chỗ dựa và làm cho cô thấu hiểu tình cảm thầm lặng bao nhiêu năm của mình đặt lên chán lan một nụ hôn nhẹ huy thì thầm anh thương em nhiều năm rồi em biết không cảnh trở về nhà sau một chầu nhậu say khướt tới tận đêm khuya hôm nay anh ta được giao nhiệm vụ đi giám sát một công trình xây dựng trường tiểu học ở xã trong lúc ngồi quán cà phê cảnh nghe được bàn kế bên đang bàn tán ồn ào về một đám cưới thế kỷ vừa diễn ra bên củ lao vào mấy tháng trước ban đầu cảnh cũng không chú ý đến câu chuyện trà dưa tử hậu của người khác làm gì nhưng được một lúc anh ta lại sững người khi nghe nhắc đến tên của cha cô dâu lan đã nhiều lần nhắc với anh ta về tên của cha cô anh ta cũng biết ở xứ cù lao ấy thầy giáo tên bình không thể có người thứ hai vậy là lan đã quyết buông tay và đi lấy chồng chẳng phải cô ấy yêu mình lắm sao không tiếc mất việc cũng quyết bảo vệ cái thai là kết tinh tình yêu giữa hai người sao lại có thể mang con của anh ta đi làm vợ người đàn ông khác cảnh có một thôi thúc muốn chạy đến nhà Lan để hỏi cho rõ ràng nhưng anh lại sợ lần trước tới tìm Lan khi quay trở về anh ta đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể dỗ dành được Hương để tìm được công việc này chỗ ngồi chưa ấm anh ta không dám mạo hiểm trước cơn giận dữ của anh vợ và độ điên cuồng của cô vợ đành hành ở nhà Ghen tuông nhưng lại hèn nhát Cảnh chỉ có thể ngày ngày chút bực dọc lên chính mình Rồi dùng men rượu để mua say Hồng mong rằng Chất cồn sẽ khiến mình tê liệt mọi cảm giác Sẽ không còn tư tưởng gì đến Lan nữa Thế nhưng có một điều Mà cảnh quên tính đến Đó là trực giác của phụ nữ Giây phút anh ta lảo đảo mở cửa phòng ngủ Trong bộ dạng say bét nhẹ Cảnh đã không hề đề phòng Mà lãnh chọn một chiếc túi sách vào đầu cảnh sắc bén của chiếc túi sách hàng hiệu quạt chảy chán anh ta đến dớm máu đau đớn khiến cho cơn say của anh ta giảm đi mấy phần cảnh ôm chán hét lên cô làm cái quái gì vậy hả làm gì hả muốn đập chết cái đồ đàn ông thối tha đứng núi này trông núi nọ như anh chứ còn gì lương minh cảnh anh đừng tưởng tôi không biết lý do vì sao hôm nay anh lại say xỉn tới giờ này mới vác mặt về nhà đang say xỉn buồn ngủ lại mệt mỏi trong người Cảnh chỉ muốn trở về ngủ ngay một giấc cho sướng Nhưng không ngờ Lại đối mặt với người vợ chanh chua như thế này Cảnh cũng không kìm được bực tức Liền quăng mạnh cặp táp lên giường Cô phát điên gì vậy hả Không thấy tôi phải đi làm bên ngoài suốt cả ngày hay sao Đâu có sướng như cô Ở nhà mở máy lạnh bấm điện thoại Ngay cả cơm nước cũng đòi mẹ tôi phải dâng tận miệng Cô sướng quá nên phát rồ phải không Đi làm Anh nói dối không biết mắc cỡ ha Một thằng nhân viên quèn bất tài như anh lại mới vô làm thì có thể làm gì ngoài việc bưng trà rót nước cho mấy người trong phòng nhìn thấy khuôn mặt cảnh đang tái đi vì tức giận hương lại càng hà hê cô ta cũng bất chấp tất cả muốn làm cho đã cái nư giận dỗi mới thôi càng nói càng xúc phạm chồng nặng nề cỡ trình độ của anh mà không có sự giúp đỡ của anh và bác của tôi thì đời nào anh được đặt chân vô cái phòng đó để cho cha mẹ anh có thể ra ngoài vác mặt lên với người đời tôi để bà ấy chăm nom mình và con anh một chút thì đã là cái gì? Vậy mà anh lại là cái thứ vô ơn, không biết nghĩ cho tôi. Nhà vợ với vợ đã lo cho như vậy, mà vẫn còn vấn vương tình cũ. Sao anh khốn nạn vậy cảnh? Chưa đợi được câu trả lời của cảnh, thì Hương đã nhắc thấy từ trong chiếc cặp anh ta quăng trên giường rớt ra một thứ gì đó. Nhìn kỹ thì là một bức ảnh nhỏ. Trên bức ảnh là một đôi trai gái, nhìn có vẻ như là ảnh chụp kỷ niệm để bỏ ví. Người đang tựa đầu cười tươi bê lan không phải là chồng của cô ta thì có thể là ai Cảnh hai bên bức ảnh đã bị sờn và nhăn nhúm chứng tỏ nó được đụng đến thường xuyên hương tức giận lên nhặt tấm ảnh mà tay run run nghiến răng nói với cảnh nó lấy chồng gần nửa năm rồi thẳng tồi anh còn quyến luyến nó như vậy sao không đi tìm nó mà về đây làm gì báu vật của anh đây hả để tôi coi anh còn thứ gì mà ngắm nghĩa nữa không vừa nói cô ta vừa đưa tay định xé lấy bức ảnh. Mặc dù đang trong cơn say chuyến choáng, nhưng cảnh cũng kịp thời nhìn thấy hành động này của vợ. Anh ta hốt hoảng nhào tới, muốn túm lấy tay Hương mà giật lại bức ảnh. Nhưng Hương đời nào chịu để yên, cô ta trở tay cào cấu, khiến anh ta không đường nào chống đỡ. Cảnh bị đánh đau, không còn biết phân biệt nặng nhẹ, men rượu lại khiến máu côn đồ trong người anh ta bốc lên. Thế là bắt đầu tay chân đấm đá hương bị đau buông vội bức ảnh ra thì đã không còn kịp nữa cơn đau quặn ở bụng dưới khiến cô ta la hét thất thanh lúc bà liên nghe tiếng chạy lên thì hương đã đau đến xanh mặt nằm gục trên giường gà giường trắng mút ở vùng thân dưới của cô con dâu bà ta đã nhuộm đỏ một mảnh